Chương 20 Phần phim hôm nay quay là chuyện về giai đoạn trước, khi cô tiếp nhận huấn luyện, Tô Căng bắt để Hà Địch đi lo chuyện khác, còn mình và nhân viên thì vào phòng hóa trang. Bây giờ còn sớm, rất nhiều diễn viên đều vừa đến hóa trang. Chào chị Tô, em tên Trần Tâm Ngãi. Tô Căng Bắc vừa vào cửa thì bị một nữ sinh ngăn lại. Nữ sinh ấy rất xinh đẹp, đại khái cao khoảng 1m63, mặc áo phao và giày trắng, tổng thể có cảm giác rất sạch sẽ vì tô căng bắc cao hơn cô ấy lại mang giày cao góp nên chênh lệch chiều cao có chút đáng yêu trần tâm ngãi tô căng bắc không nhớ là nhưng vẫn vương tay bắt tay cô ấy chào em chị là tô căng bắc khuôn mặt trắng trẻo của trần tâm ngãi hơi ửng đỏ có chút kích động nói chị tô em luôn xem sâu của chị em rất thích chị không ngờ không ngờ lần đầu tiên đóng phim lại có thể đóng cùng với chị hóa ra là người mới hèn gì cô không biết Tô Căng bắt nói cảm ơn với cô ấy, lịch sự hỏi. Em diễn vai gì? Tông chính bội hàm. À, là cô công chúa đó. Phải phải, chị Tô, em và chị có rất nhiều đoạn đóng chung đấy. Nhân vật mà Tô Căng bắt diễn sau khi bị đưa sang địch quốc luôn từng bước cẩn thận, chưa từng chân chính tin tưởng ai, nhưng lại thật sự xem cô công chúa ngây thơ đáng yêu của địch quốc là bằng hữu. Giống như Trần Tâm Ngãi nói, hai người có rất nhiều cảnh đóng chung chị rất chờ mong. Tô Căng bắt chị chỉ buộc hóa trang. Chị đi hóa trang trước, em thì sao? Em cũng phải đi hóa trang đây, chị Tô đi trước đi. Được. Dưới ánh mắt hình trái tim của Trần Tâm Ngãi, Tô Căng bắt ngồi xuống ghế hóa trang, trợ lý tiểu oai cười nói. Chị Căng Bắc, bây giờ chị nam nữ đều ăn sao? Tô Căng bắt nghịch nghịch mái tóc dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trời sinh quyến rũ khó tự vứt mà đang hóa trang một nửa ngoài cửa vang lên âm thanh huyên náo tô căng bắt dừng nghịch điện thoại nhìn phía sau qua kính hóa trang ở cửa phòng hóa trang lúc này có một cô gái mặc áo măng tô màu đen chân đi đôi bút cao đến đầu gối được bao vây đi vào tô căng bắt từng xem phim cô ấy đóng nhưng chưa từng tiếp xúc với người thật cô ấy tên cao tử đồng là một trong tứ tiểu hoa đáng do cư dân mạng bầu chọn mấy năm gần đây danh tiếng cao tử đồng rất thịnh tuy Phan và anti-fan đều đông nhưng cũng nhờ vậy mà luôn đứng trên bảng hot topic. Hơn nữa chính cô ấy có bối cảnh để dựa vào, tuyệt đối không thiếu nguồn tài nguyên trong giới. Tô Căng bắt ra hiệu cho thợ hóa trang dừng lại, cảm thấy mình nên quay qua chào cô ấy. Nhưng, khi cô xoay ghế còn chưa kịp mở miệng, Cao Tử Đồng đã mắt nhìn thẳng đi lướt qua ngồi xuống ghế hóa trang bên cạnh cô, không hề có ý chào hỏi. Tô Căng bắt cao mày, kiêu ngạo lạnh lùng à bỏ đi, dù sao cũng không quen. Thợ hóa trang đâu? thợ hóa trang cạnh tô căng bắt lịch sự nói cô cao chờ một chút chúng tôi hóa trang cho diễn viên bên này xong sẽ tới lượt cô tôi chờ một chút tôi sắp quay rồi cô bảo tôi chờ cao tử đồng cười lạnh người không quá quan trọng bỏ qua đi quà hóa trang giúp tôi thợ hóa trang hơi khó xử nhưng vẫn gọi một người đang hóa trang cho trần tâm ngãi lại tiểu chính cô qua đây hóa trang cho cô cao trước đi ơ ờ được đợi đã. Cao tử đồng bắt chéo hai chân, nói cho thợ hóa trang nghe nhưng mắt lại nhìn tô căng bắt. Tôi thấy kỹ thuật của cô tốt hơn, cô qua hóa trang cho tôi đi. Thợ hóa trang ngẩn người. Bên cô tô còn chưa? Hóa trang cho tôi trước, không vấn đề gì nhỉ? Người bên cạnh cao tử đồng thấy vậy cũng vội nói. Tử đồng của chúng tôi là vai chính, chẳng lẽ vai chính phải xếp sau à? Thợ hóa trang cao chặt mày nhưng không dám phản kháng lúc này tô căng bắt luôn không tiếp lời chợt cười khẽ nhàn nhạt nhưng rõ ràng không phải chỉ là vấn đề ai hóa trang trước thôi sao cô cao à bây giờ vẫn chưa quay ai hóa trang trước đều không làm chậm trễ lịch trình cô hà tất phải làm khó một thợ hóa trang trợ lý cao tử đồng nói cô nói gì thế tử đồng của chúng tôi là vai chính đương nhiên phải hóa trang trước không thể để xảy ra chút sơ sóc nào được tô căng bắt ngước mắt nhìn cô ấy đôi mắt quyến rũ tìm ẩn sự sắc bén như có như không vai chính theo tôi biết thì phim này lấy phái nam làm chủ những phân đoạn có chúng ta đều tương đương nhau ôi có phải các cô không xem kỹ kịch bản không cô cô câm miệng cho tôi cao tử đồng lạnh lùng ngăn trở lý lại liệt mắt nhìn tô căng bắt dù không phải phim lấy phái nữ làm chủ nhưng thật sự tính thì vai của tôi vẫn là nhân vật quan trọng nhất cô tô cô không thể nhường thợ hóa trang cho tôi à tô căng bắt nhún nhún vai xin lỗi cô thấy đấy, khuôn mặt tôi đã hóa trang được một nửa, không thể thình lình gián đoạn. Hơn nữa, cô cao nhất định muốn đoạt thợ hóa trang của tôi là ý gì? Bà nãy không phải đã phái cho cô một người rồi à? Cao tử đồng công môi. Nhưng tôi thích người này của cô hơn. Tô căng bắt hơi khép mi, người ta là cố ý tìm cớ, cô trêu chọc gì cô ta, nhưng cô nhớ mình và cô ta chưa từng gặp nhau mà. Thầy Hàng. Đúng lúc này, có người lên tiếng kêu về phía cửa rất nhiều người đứng dậy chào hỏi, ngay cả Cao Tử Đồng luôn trừng mắt đối chọi với Tô Căng Bắc cũng thu lại vẻ mặt sắc bén, cười chào hàng văn tân. Thầy hàng, đợi thầy lâu lắm rồi, sao giờ thầy mới tới? Tô Căng Bắc buồn nôn, trở mặt còn nhanh hơn lật sách cả. À. Hàng văn tân cười. Dọc đường có chút kẹt xe. Hóa ra là vậy, thầy hàng mau ngồi đi. Cảm ơn. Hàng Văn Tân ngồi xuống một chiếc ghế hóa trang khác, có thợ hóa trang qua hóa trang cho ông, ông khoát khoát tay, lấy kịch bản ra. Không gấp, làm cho người khác trước đi, tôi xem chút đã. Dạ được. Hàng Văn Tân ngồi vào vị trí bên kia của Tô Căng Bắc, khi ánh mắt hai người gặp nhau, họ chỉ gật đầu chào hỏi, không nói lời dư thừa. Tô Căng Bắc rất sùng kính Hàng Văn Tân. Anh lăn lộn trong giới diễn viên hơn 10 năm, đều dựa vào thực lực của mình mà đi lên. Anh nổi tiếng diễn xuất hay, phim điện ảnh nào có anh tham gia đều hóc cả lần này anh đóng vai nam chính trong phim thành nguy cơ xem như là một sự bảo đảm cho doanh thu phòng vé sau khi hàng văn tân xuất hiện cao tử đồng cuối cùng cũng dừng động kinh tô căng bắt hóa trang xong thầy trang phục rồi ra ngoài trước cô ngồi trên ghế ở trường quay vẫn không thể nào lý giải cách cư xử thù địch của cao tử đồng dành cho cô chị tô trần tâm ngãi cũng hóa trang xong đi ra chị không sao chứ chị chị có thể có sao gì chứ Trần Tâm ngãi phòng má. Ba nãy thấy bầu không khí giữa chị và Cao Tử Đồng lạ lạ, rõ ràng cô ta muốn bắt nạt chị. Tô Căng bắt cười. Sao thế, em cảm thấy chị bị bắt nạt? Không có không có. Trần Tâm ngãi xua tay liên tục. Em chỉ cảm thấy cô ta quá đáng, ý mình có chút tiếng tâm liền làm vậy. Tô Căng bắt hạ mi mắt lật xem kịch bản, nói nhỏ. Ồ, có chút động kinh, chắc là tới tháng trần tâm ngãi hở tô căng bắt ngẩng đầu vỗ vai trần tâm ngãi được rồi đừng quan tâm cô ta tập trung đóng phim đi cô ta trông có vẻ không dễ chọc bình thường em cách xa cô ta một chút ánh mắt trần tâm ngãi nóng rực nhìn tô căng bắt chị tô con người chị thật tốt đuôi mắt tô căng bắt hơi nhướng lên đối với em gái nhỏ đáng yêu đây là chuyện nên làm mà hai người ngồi trò chuyện chốc lát sau đó Trần Tâm Ngãi bị đạo diễn gọi đi, đoạn phim của Tô Căng Bắc vẫn chưa quay nên cô ngồi y chỗ cũ chờ. Kết quả chính là chờ được điện thoại của Chu Thời Vững. Anh rất hiếm khi gọi điện thoại cho cô, cô nhìn màn hình hiển thị mà vui như hoa, lúc bắt máy giọng cũng điệu đà hơn. À lô nghĩ sao gọi điện thoại cho em thế, nhớ em hả? Chu Thời Vững đã quá quen giọng điệu của Tô Căng Bắc, trực tiếp hỏi. Em đang ở đâu? Em đang quay phim, còn anh thì sao? có phải về bệnh viện rồi không ừ chu thời quẩn nói em không ở bên này thôi bỏ đi nè 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 bỏ đi gì chu thời quẩn không có gì như anh là không được lòng hiếu kỳ của tô căng bắt bị khơi dậy người không chịu nói xong lời là đáng hận nhất ừ chu thời quẩn không hề bị lay động cúc đây alo thế là cúc anh thật sự không nói à? Em về rồi nói sau. Tô Căng bắt nhướng mày, đôi mắt xinh đẹp tức thì công công ý cười. Hóa ra phải chờ em về à, được thôi, dù sao hai thành phố cách nhau cũng không xa, khi nào em nghĩ sẽ lén chạy đi tìm anh. Chu thời quẩn trầm mặt chốc lát. Không phải chuyện lớn lao gì, không cần chạy tới. Xuyệt, đừng nói một đằng nghĩ một nẻo chớ, em biết anh muốn nói trước mặt em. Tô Căng bắt nhìn phó đạo diễn ở đằng xa đang vẫy tay với cô. Em đi đóng phim đây, nhớ em quá thì lên mạng sớt, em luôn ở đó nhé. Chân mày chu thời quẩn co giật, dứt khoát ngắt điện thoại. Tô Căng bắt cười híp mắt nhét điện thoại về trong túi, chợt cảm thấy cuộc điện thoại của anh khiến tâm trạng bị cao tử đồng phá hoại trước đó đều tốt lên. Chật chật, trai đẹp quả nhiên là thứ tốt. Tô Căng bắt đã lâu chưa đóng phim, bộ phim này tiết tấu rất căng, hơn nữa mấy cảnh phim gần đây cô đều phải treo dây cáp chiến đấu, vì nhiều cận cảnh nên cô bắt buộc phải đích thân làm. Cho nên sau một loạt việc, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Hôm đó lại là một cảnh quay với dây cáp. Sau khi hạ xuống, tô căng bắt suýt đứng không vững, may mà hàng văn tân bên cạnh đỡ cô kịp rồi rất ga lăng đưa cô sang một bên nghỉ ngơi. Cô gái nhỏ đừng liều mạng như vậy, lúc chịu không nổi nhớ nói một tiếng. Hàng văn tân đưa thuốc trầy da cho cô, tốt bụng nhắc nhở kỳ thực hàng văn tân cũng chỉ khoảng 35 tuổi, hơn nữa ngôi sao vốn rất biết dưỡng nhan, trong họ không chênh lệch tuổi tác là mấy. Nhưng một tiếng cô gái nhỏ này tô căng bắt nhận, dù sao anh cũng là tiền bối. Cô cảm ơn. Thầy hàng, thầy còn liều mạng hơn em mà, em thì tính là gì chứ? Đâu so thế được, em là con gái. Diễn viên không vì là con gái mà hạ thấp tiêu chuẩn, thầy nói đúng không? Hàng Văn Tân nghe vậy cười sảng khoái. Được được được, nghiêm túc là tốt, căng bắt à, em rất tốt. Tô căng bắt cười. Cảm ơn thầy hàng khen ngợi. mươi 21 Hàng văn tân đi rồi, cao tử đồng ngồi cách đó hơn mấy bước đột nhiên lạnh lùng nói. Hừ, rất có bản lĩnh quyến rũ người khác đấy. Động tác vén ống quần của tô căng bắt khựng lại, cô nghiêng đầu nhìn cô ta. Cô đang nói chuyện với tôi. Ánh mắt cao tử đồng đầy khinh bỉ ở đây còn người khác có bản lĩnh như cô sao tôi căng bắt từ từ ngồi thẳng lên chống đầu đánh giá cao tử đồng tôi nói này cô là có ý kiến với tôi hay bẩm sinh đã cay nghiệt như vậy nhỉ phim trường chỉ có một phòng nghỉ này bây giờ tuy không nhiều người nhưng cũng tuyệt đối không chỉ có hai người họ khói súng vừa bốc lên các diễn viên ở đây tức khắc đều tập trung chú ý hai người ánh mắt cao tử đồng rét lạnh tôi chỉ là ăn ngay nói thật thôi cho mọi người đều thấy rõ bản mặt cô đôi mắt xinh đẹp của tô căng bắt khẽ nhướng lên lần đầu tiên thấy có người nói sự vô giáo dục của bản thân quyển chuyển như vậy đấy cô cao à bái phục bái phục cao tử đồng phẫn nộ đứng lên tô căng bắt sao hả thẹn quá hóa giận ha người nên thẹn là cô đấy chỉ biết bám đàn ông để trèo lên cô đi tới vị trí hôm nay phí rất nhiều công sức nhỉ tô căng bắt nhún nhún vai nửa câu đầu không đồng ý nhưng đồng ý nửa câu sau tôi đi tới hôm nay quả thực vô cùng nỗ lực đương nhiên loại người có bối cảnh nhờ gia đình vung tiền mà nổi tiếng như cô cao đây không thể nào hiểu được những nhân vật nhỏ bé như chúng tôi rồi cô nói ai dựa vào vung tiền mà nổi tiếng hả à tôi nói sai à tô căng bắt cười vô tội vậy cô cao xem như chưa nghe đi tôi cũng là nghe người khác nói thôi cao tử đồng siết chặt nắm đấm nhất thời giận nói không nên lời chị tử đồng quay phim trợ lý qua kéo cao tử đồng. Cô ta hừ lạnh, trợn mắt hung dữ nhìn tô căng bắt, xoay người rời đi. Sau khi cô ta đi, mấy diễn viên có mặt đều nhìn tô căng bắt với ánh mắt khâm phục. Bối cảnh của cao tử đồng là bí mật được công khai trong giới showbiz, lúc cô ta mới vào nghề thật sự không có gì đặc sắc, nhưng người nhà sẵn lòng vung tiền cho cô ta chơi, phim điện ảnh, quảng cáo, phim truyền hình từng bộ từng bộ khiến cô ta nổi tiếng. Có bối cảnh như vậy, tay nắm nhiều tài nguyên như vậy, người trong nghề thường sẽ không ngốc đến mức đắc tội cô ta, càng không ai động chạm trực diện với cô ta. Mà Tô Căng Bắc, ban đầu khi mới vào nghề này bị người trong nhà phản đối, Tô Gia không thích Tô Đại Tiểu Thư xuất đầu lộ diện, cho nên đã che giấu bối cảnh của cô rất triệt để, các phóng viên muốn đào bới cũng bới không ra, dù ra thì 80-90% là đồ giả. Cô có thể đi đến ngày hôm nay, toàn bộ đều dựa vào chính mình. Trong mắt mọi người, họ một người là đại tiểu thư có bối cảnh và một người là mc không có bối cảnh nhưng sau lưng có khả năng đã quyến rũ đại gia gì gì đó hai người tuy danh tiếng tương đương nhưng nên định hóc người nào nên xa lánh người nào vừa nhìn là hiểu ngay chị tô trần tâm ngãi đi tới ngồi cạnh cô nhỏ giọng nói chuyện hồi nãy em nghe nói rồi cao tử đồng lại kiếm chuyện với chị vì liên quan đến cao tử đồng rất nhiều diễn viên đều không dám quá gần cô nhưng trần tâm ngãi là một ngoại lệ đóng phim xong là cứ thích dính lấy cô tô căng bắt xoa đầu cô ấy sao hả chị tô có giận không cô ta nói chị như vậy tô căng bắt cười tâm ngãi sao em không nghĩ biết đâu lời cô ta nói là đúng thì sao hả trần tâm ngãi giật mình em em không tin chị tô không phải người như vậy em đúng là ngây thơ đơn thuần trong giới này ý người như em vậy ít lắm ánh mắt tô căng bắt dịu dàng nhìn cô ấy. Cảm ơn em sẵn lòng tin tưởng chị. Thế, thế chị. Tô căng bắt nhìn dáng vẻ bị dọa sợ của cô ấy, phi cười. Đương nhiên chị không như vậy, chẳng lẽ hệ ngoại hình xinh đẹp là nhất định phải đi quyến rũ người ta để trèo lên à chị cho em biết, chị là hoa có chủ rồi, rất có tiết tháo. Có chủ. Trần tâm ngải hóa kinh hải thành kinh ngạc. Chị Tô có bạn trai rồi. Tô Căng bắt nở nụ cười bí hiểm. Chuyện này à bí mật. Không lâu sau, tất cả mọi người đều biết Tô Căng Bắc và Cao Tử Đồng không hợp. Hai người thường xuyên lạnh lùng công kích nhau, nhìn nhau gai mắt xoay người rời đi. Còn Tô Căng Bắc bây giờ đã không còn suy nghĩ tại sao Cao Tử Đồng lại ghét mình nữa, dù sao chuyện tới đâu chống tới đó. Cô ta nói một câu, cô đáp trả ba câu, chọc cô ta nổi cơn tam bành mới thôi. Trưa nay quay phim xong, mọi người bắt đầu ăn cơm. Chị Tô. Trần Tâm Ngãi cầm hộp cơm qua ăn chung với cô. Vừa nãy chị có thấy cô gái mặc áo hồng không? Tô Căng bắt đau lòng khều thịt kho tàu qua một bên, không để ý hỏi. Cô gái áo hồng gì? Em cũng không biết cô ấy là ai, chỉ là thấy cao tử đồng ôm cánh tay cô ấy vô cùng thân thiết. Hơn nữa kỳ lạ là ngay cả đạo diễn trương cũng có vẻ rất cung kính với cô ấy. Trần Tâm Ngãi ngồi xuống nói tiếp. Mặt cô ấy rất lạ, không phải người trong showbiz, mọi người đều đoán cô ấy là đại tiểu thư của gia đình rất lợi hại nào đó ồ vậy à tô căng bắt tim như dao cắt khèo một nửa cơm đi cô phải giữ dáng chị tô chị có nghe em nói không đấy có 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 tô căng bắt cuối cùng cũng bắt đầu ăn cơm cô gái màu hồng đúng không trần tâm ngải. bỏ đi chị cứ ăn cơm đi tô căng bắt luôn không để bụng chuyện cô gái màu hồng gì đó mà trần tâm ngải nói đến khi cô ăn cơm xong theo Trần Tâm Ngãi đến phim trường mới chân chính biết được cô gái màu hồng là gì. Cô gái mà ngay cả đạo diễn trương cũng cung kính, nhưng Cao Tử Đồng lại rất thân thiết, hóa ra là cô ấy. Người mà cô từng gặp mấy lần ở Chu Gia, hơn nữa còn nhìn cô với ánh mắt khó chịu, thiệu tố oánh. Thiệu tố oánh và tô căng bắt xa xa nhìn nhau, vẻ mặt đều trấn tĩnh, xa lạ cô là ai. Lúc này ánh mắt cao tử đồng nhìn tô căng bắt càng thêm khinh bỉ, thấy cô đi tới, cô ta nói với thiệu tố oánh bên cạnh đây chính là tô căn bắc mà mình nói với cậu đấy hồ ly tinh cướp từ gia vĩ ồ chính là chị ta à phải hôm nay cậu qua đây không phải là muốn tận mắt xem hồ ly tinh mà mình nói có dáng vẻ thế nào sao thiệu tố oánh dựa lưng vào ghế ờ đúng vậy đúng là như vậy vừa nhìn là thấy không phải dạng tốt lành gì trong lòng cao tử đồng vui vẻ vội nói nói đúng lắm cái mặt lả lơi kỹ thuật quyến rũ đàn ông nhất định rất cao thiệu tố oánh sầm mặt nhớ tới anh hai nhà mình bị cắm sừng mà không biết đồ đáng ghét cao tử đồng thấy vậy cong môi cười bị vị tiểu thư này của chu gia nhìn gai mắt không phải là chuyện tốt đẹp gì vận xuôi của tô căng bắc thực sự đến rồi cao tử đồng ân cần đưa cho thiệu tố oánh ly nước trái cây uống không ánh mắt thiệu tố oánh giỏi theo tô căng bắc khỏi cao tử đồng bị đối xử lạnh nhạt cũng không giận vẫn vui vẻ ngồi cạnh thiệu tố oánh như cũ cô và thiệu tố oánh quen biết nhau ở một buổi gặp gỡ thương nghiệp ban đầu cô cũng không chú ý tới cô gái nhỏ này nhưng sau đó nghe người ta nói thân phận của cô ta mới cố tình tiếp cận sau đó nữa hai người thật sự thành bạn bè cô mới phát hiện điều này rất tuyệt vời tuy cao tử đồng chưa từng tiếp xúc với người của chu gia đế đô nhưng từng nghe người nhà nói đây là một gia tộc mà ngay cả trưởng bối của cô cũng chỉ có thể nhìn mà ngưỡng vọng quan hệ tốt với cháu gái Chu gia khiến gia đình cô có được lợi ích to lớn. Tiểu Diêu, tôi vừa để kịch bản bên này, cô có nhìn thấy không? Tô Căng bắt đi tới khu nghỉ ngơi, lờ đi Cao Tử Đồng và Thiệu Tố Oánh. Nhân viên bị cô gọi chỉ về phía Thiệu Tố Oánh. Tôi vừa thấy kịch bản để trên cái ghế kia. Tô Căng bắt quay đầu nhìn lại, đối diện với ánh mắt đầy địch ý của Thiệu Tố Oánh. Cô nhướng mày, trong lòng rất tự nhiên nghĩ, mình đã nói sao mà Cao Tử Đồng hụt hạt với mình, hóa ra là thiệu đại tiểu thư xúi dục tô căng bắt từ trên cao nhìn xuống thiệu tố oánh nói rất lịch sự chào cô cô có thể đứng lên một lát không kịch bản của tôi có lẽ bị cô ngồi đè lên đấy thiệu tố oánh từ tốn nói không có cô đi nơi khác mà tìm tô căng bắt tốt tính mỉm cười không chừng thật sự bị cô ngồi lên đấy cô đứng lên cho tôi xem một cái được không thiệu tố oánh không được cao tử đồng cười trên sự đau khổ của người khác đã nói là không ở đây rồi tô căng bắt cô nghe không hiểu hả cô hít sâu một hơi từ từ cuối người một tay chống lên tay viện ghế của thiệu tố oánh tôi lặp lại lần nữa cô đứng lên cho tôi xem xem cao tử đồng tô căng bắt thiệu tố oánh hiếp mắt tai cô đi à muốn tôi nói bao nhiêu lần cô mới biết là đồ của cô không ở đây á à? một tiếng hét vang lên mọi người đều thấy tô căng bắt nhanh như chớp kéo thiệu đại tiểu thư đứng dậy, quẳng qua một bên không chút lưu tình. Thiệu tố quánh lão đảo mấy cái, được một nhân viên đỡ lại. Mọi người đều sững sờ. Sức tô căng bắt rất lớn, lá gan cũng rất lớn. Tô căng bắt dưới cái nhìn chầm chầm của mọi người, ung dung thản nhiên lấy kịch bản của mình trên ghế thiệu tố quánh. Cô xem, tôi nói là ở đây mà. Tô căng bắt, cô dám đẩy ngã tôi. Tô Căng bắt trận to đôi mắt hoa đào vừa quyến rũ vừa tà đạo. a, à, không cẩn thận ra tay hơi nặng, cô không sao chứ? Cô! Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Đạo diễn trương cách đó không xa bước qua. Sao cãi nhau rồi, thiệu tiểu thư, cô sao thế? Đạo diễn trương. Cao tử đồng giả vờ lo lắng chạy tới. Chú xem tô căng bắt kìa, ra tay không biết nặng nhẹ, suýt đẩy ngã oánh oánh không phải chỉ là tìm kịch bản thôi sao, người ta cũng đâu biết đang ngồi trên kịch bản của cô ấy đâu. Ồ, thì tôi đã thành khẩn mời cô ấy đứng lên còn gì. Tô Căng Bắc rất bất đắc dĩ. Nhưng cô ấy không nghe mà. Trương học thành liếc Tô Căng Bắc. Căng Bắc, người ta là khách, xin lỗi cho xong chuyện. Cao tử đồng đắc ý. Tô Căng Bắc hơi khép mi, đưa tay ngoắt. Cô qua đây. Thiệu tố oánh biến sắc mặt cô có thái độ gì thế hả trương học thành vội nói căng bắc nói chuyện đàng hoàng ông làm thế là vì muốn tốt cho tô căng bắc ngay cả ông cũng không dám đắc tội cô gái nhỏ này tô căng bắc làm sao có năng lực đó chứ cô ấy là một diễn viên tốt ông không muốn lại phải tìm một diễn viên khác thích hợp cho vai này tô căng bắc không hề để ý đến ánh mắt những người ở đây thiệu tố quánh không qua thì cô qua cô hơi không người dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói em còn muốn quậy thế nào, hửm? Thiệu tố oánh. Là chị quậy, em không có. Tô căng bắt công môi. Được thôi, nếu em đã kiên trì nói vậy, chị đành phải nói với anh hai em, rồi lại để anh hai em nói với bà nội và anh cả rằng em ở bên ngoài làm sằng làm bậy thế nào. Chị dám. Sao chị không dám, tố oánh nhà, đừng học thói xấu theo người ta, bằng không, bà nội sẽ cảm thấy gia môn u ám, đưa em về lò đúc lại, ầm ra mấy tháng chép kinh này, hoặc là nhốt trong phòng này hoặc là đưa ra nước ngoài này thiệu tố oánh trừng mắt tô căng bắt chị dám uy hiếp tôi không dám không dám nhưng dù sao em cũng là em gái thời quẩn chị không muốn em lầm đường lạc lối chị chị được rồi đừng chị 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 nữa ngoan về nhà đi đừng ra ngoài quậy tô căng bắt ngoài cười trong không cười vịnh vai cô ấy thiệu tố oánh cắn môi thở hổn hển trừng cô đúng lúc này cô cao giọng nói thực xin lỗi thiệu tiểu thư ban nãy ý mà quả thật tôi không nên như vậy tại tôi quá để ý tới kịch bản của mình thôi thiệu tố oánh dùng sức hất tay cô ra hừ rồi xa sầm mặt xoay người rời đi cao tử đồng sững sờ không ngờ thiệu tố oánh cứ thế cho qua bèn vội vã đuổi theo oánh oánh tô căng bắt hua hua tay tạm biệt thiệu tiểu thư lần sau lại ghé chơi nhé chương hai mươi hai chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thấy thiệu tố oánh thở phì phò rời đi, trương học thành vẻ mặt bất đắc dĩ tiến lên nói. Căng bắt, gây chuyện làm gì với một cô bé chứ? Tô căng bắt cực kỳ vô tội. Đạo diễn trương, thực sự cháu không có, kịch bản của cháu bị cô ấy ngồi đè lên, cháu chỉ muốn lấy lại kịch bản thôi. Trương học thành thở dài. Dù là vậy, cháu cũng có thể nói chuyện đàng hoàng đừng đắc tội người ta nếu sau này xảy ra chuyện gì chú không bảo vệ được cháu đâu tô căng bắt cười cảm kích với trương học thành cảm ơn đạo diễn trương lần này là cháu lỗ mãn rồi cháu đó có biết người ta là ai không người sau lưng cô ấy động một ngón tay thôi là sau này cháu không thể tồn tại trong showbiz được đâu tô căng bắt ho khang và sau này cháu sẽ chú ý trương học thành tiếc hận nhìn cô xoay người bảo mọi người quay phim chỉ mong cô tiểu thư chu gia này đừng ghi thù bằng không bộ phim của ông thật phải tìm diễn viên khác rồi ngoài phim trường cao tử đồng đuổi kịp thiệu tố oánh 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 sao cậu đi thế thiệu tố oánh cắn môi mắng tô căng bắt thối tha phải 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 cô ta không tốt cao tử đồng nói oánh oánh cô ta đắc tội cậu mình sẽ không bỏ qua cho cô ta thiệu tố oánh liếc cô ta cậu muốn làm gì mình muốn chỉnh cô ta lâu rồi, tìm vài phóng viên bôi nhọ cô ta ác vào, chuyện nhỏ." Cao Tử Đồng lại nói, "Oánh oánh, cậu cũng có thể làm chút gì đó, một câu nói của cậu thôi, còn ai dám mời cô ta đóng phim chứ?" Thiệu Tố Oánh biểu môi. "Mình cũng muốn làm vậy nhưng nếu mình làm, chuyện này chắc chắn sẽ đến tai anh cả mình. À, một ngôi sao nữ nho nhỏ mà thôi, anh cả cậu sẽ không quản chuyện này đâu." Thiệu Tố Oánh há miệng lời muốn nói lại buồn bực nuốt về trong bụng bà nội nói rồi người chu gia không thể lan truyền lung tung chuyện của tô căng bắc nếu người nhà biết cô truyền ra ngoài chắc chắn sẽ phạt cô thiệu tố oánh chỉ có thể nói qua loa dù sao là không được anh cả mình anh cả mình không thích mình tham gia loại chuyện này vậy cũng được chuyện tìm phóng viên để mình làm là được cậu cứ xem đi mình chắc chắn sẽ giúp cậu trừng trị cô ta thiệu tố oánh gật đầu lấy lệ tuy cậu đến lúc đó báo mình một tiếng là được không thành vấn đề chuyện thiệu tố oánh đã đến hồi kết không biết có phải vì tô căng bắt trắng trận không sợ quyền quý hay không người trong đoàn phim thầm khen cô rất ngầu có lần cô đi vệ sinh nghe bên ngoài nhân viên đang bàn tán về cô lúc cô đi ra họ sững sờ nhưng sau đó lại mang vẻ mặt bái phục đến chào hỏi cô tô căng bắt đương nhiên không thể nói cho các cô ấy biết là cô giáo huấn thiệu tố oánh không hề có mảy may áp lực nào quyền quý gì chứ chẳng qua là nhỏ em chồng trong nhà không nghe lời mà thôi Dạo này Cao Tử Đồng cũng yên tĩnh rất nhiều, đại khái là mấy ngày nay chuyện quay phim tương đối nặng, căn bản không có thời gian để công kích ngầm. Tô căn bắt cũng vậy, cảnh khiêu vũ, cảnh chiến đấu đều có, sau một ngày là chân mảng xanh mảng tím. Tối hôm đó, cô quay phim xong về khách sạn. Trợ lý tiểu oai đưa thuốc mỡ đã chuẩn bị xong cho cô Thoa. Chị căn bắt, chân chị ghê quá, có đau không? Tô căn bắt đau lòng muốn chết nhìn đôi chân không còn trắng nữa. Chân không quá đau nhưng lòng chị đau. Tiểu oai an ủi vỗ vỗ cô. Không sao mà chị căng bắt, thuốc mỡ này thoa làm tan máu bầm, da thịt chị quá yếu, đụng tí là bị thương. Tô căng bắt biểu môi. Đưa thuốc cho chị, chị tự làm. Hả? Không sao, em theo chị cả ngày cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Tiểu oai cảm động. Vậy, vậy chị thoa cẩn thận nha. Ừ, mau về đi. Tiểu oai đi rồi, phòng khách sạn chỉ còn lại một mình tô căng bắt. Cô đặt thuốc mở ban nãy tiểu oai đưa sang một bên, đáng thương cầm di động. Tách tách. Đổi một tư thế xinh đẹp, tiếp tục tách tách. Úi, chụp như vậy chân có vẻ mập, không được không được, xóa xóa. Tô căng bắt lẩm bẩm cầm di động, sau đó điều chỉnh góc độ, tiếp tục mở camera. Cuối cùng, mấy phút sau, cô hài lòng chọn vài bức ảnh, mở sinh gửi cho bạn tốt có dấu sao một duy nhất chu thời quẩn. Một một chức năng của WeSync, khi người dùng xem tư liệu của ai đó nhiều hoặc tra chiếc tương tác nhiều, WeSync sẽ gắn dấu sao cho người đó cũng có thể tự gắn, người được gắn dấu sao sẽ được đẩy tên lên đầu danh sách để tiện sử dụng. Sau khi gửi ảnh thành công, Tô Căng Bắc nằm nhoài ra giường gõ một đoạn chữ, bác sĩ Chu, anh xem chân em thành thế này rồi, đau quá à, đau chết đi được, cần bác sĩ Chu thổi thổi. Click, gửi đi. Một thành phố khác, Chu Thời Quẩn đang ở thư phòng xem báo cáo y học. Tiên. Điện thoại di động kêu liên tục, anh để tài liệu trong tay xuống, đưa tay lấy di động qua. Anh mở màn hình, click xem tin của Tô Căng Bắc. Vài tấm ảnh, chân. Chu Thời Quẩn hơi sững sờ, lướt xuống. May mà tin cuối cùng là chữ, anh còn có thể hiểu được nửa đêm nửa hôm cô gửi anh mấy tấm hình đó là có ý gì. Xem xong đoạn chữ, chân mày anh từ từ cau lại, anh lướt lên trên, mở ảnh ra, phóng to lên. Đôi chân trắng trẻo thon dài mảng xanh mảng tím, đầu gối trầy da loáng thoáng có vết máu. Chu thời vẫn nhắn lại, chân em. Tô Căng bắt đầu kia nghẹn, tức giận đáp, chân nhỏ thế này trắng thế này dài thế này không phải em còn có thể là ai, đợi đã lẽ nào anh cảm thấy nửa đêm nửa hôm em sẽ gửi cho anh chân của cô gái khác à. Chu thời vẫn hơi khựng lại, anh chỉ là không tin người yêu cái đẹp như cô sẽ biến mình thành như vậy, cho nên mới cần xác định thế nên có chuyện gì vậy? Tô Căng bắt viết, đóng cảnh chiến đấu ở phim trường bị thương, và hôm nay lúc xuống dây cáp không tốt, quỳ xuống đất. Chu thời quẩn, thuốc đâu, thoa chưa? Tô Căng bắt nhìn thuốc mỡ trên tủ đầu giường, kiên quyết viết, không có, em không biết phải thoa thuốc gì, cần bác sĩ Chu hướng dẫn. Chu thời quẩn không nghi ngờ gì, dùng trái tim thầy thuốc viết, máu ứ động trong 24 giờ có thể đắp nước đá, sau đó dùng cồn xoa bóp hoặc dầu thuốc giúp lưu thông máu, cũng có thể dùng bình xịt bay ao vân nam ngoài ra đầu gối em hơi nổi mũ phải khử trùng trước sau đó thoa thuốc mỡ mu piroxin bình xịt bay ao vân nam thuốc mỡ mu piroxin tôi căng bắt ở trên giường nhìn mà vui hớn hở a à, phiền phức vậy à gần chỗ em không có tiệm thuốc em cũng không tiện đi xa mua mấy thuốc này chu thời quẩn bảo quản lý của em mua cho không may trong nhà quản lý có việc nên đi rồi trợ lý cũng được em cho nghỉ rồi, bây giờ chỉ có một mình em trong đoàn phim. Tô Căng bắt nhắn một chuỗi ai con đáng thương, người ta lạ chỗ, quan hệ với diễn viên đoàn phim cũng không tốt lắm, hay? Em đau chết đi được. Chu thời quẩn. Hay là vậy nhé bác sĩ Chu, anh tới xem giúp em, tiện thể đem thuốc cho em luôn. Anh thấy đó, hai chúng ta cũng không xa, lái xe hơn hai tiếng là đến rồi. Chu thời quẩn không trả lời ngay lập tức. Tô Căng bắt kiên trì viết không ngừng, chẳng lẽ anh cứ thế bỏ mặt em sao, em là vị hôn thê của anh đó. Vị hôn thê của anh bị thương, anh phải rất sốt sắng. Bên kia vẫn không phản ứng. Tô Căng bắt, vị hôn thê bày tỏ rất đau lòng, em mặc kệ đấy chu thời quẩn, anh phải mang thuốc qua thăm em, nhất định đó. Đau khóc em rồi, chu thời quẩn anh mau đến thăm chân của em. Không đến ư, anh thật sự không đến ư, không có thời gian, bận phẫu thuật. Đúng là như vậy phải không chồng của em Dụ dỗ từ từ có vẻ thất bại Tô Căng bắt thê thảm đổi chiêu trò À bác sĩ Chu Một bác sĩ tốt bụng và có trái tim nhân ái Như anh nhất định sẽ không bỏ mặt em Bệnh nhân gặp nạn Thân là bác sĩ anh phải dũng cảm đứng ra Lúc Chu thời vững từ nhà vệ sinh Quay lại phát hiện tin điện thoại di động Đã chiếm hết màn hình Anh hơi bất đắc dĩ Mới có một lát mà gõ nhiều chữ như vậy Sao cô nói nhiều thế nhỉ Mở tin ra Chu thời vẫn lướt xem từng tin một, xem rồi xem, nét mặt anh dần nhún ý cười. Trong từng con chữ, anh dường như thấy dáng vẻ người nào đó thở phì phò lường quyết điện thoại di động. Một nơi khác, tô căng bắt quả thực như Chu thời vẫn nghĩ, nét mặt hung thần ác sát nằm trên giường. Chu thời vẫn chết tiệt, kiêu ngạo đúng không, đắc ý đúng không, thành cao đúng không. Không tới thì không tới, thứ gì chứ, vị hôn phu gì chứ, cô thèm lắm à. Tiên, điện thoại chợt vang lên tiếng thông báo. Tô Căng bắt bật dậy, nhanh chóng mở tin nhắn ra xem. Bên dưới những lời của cô kín hết màn hình là một chữ của Chu Thời Quẩn, anh viết, được. À. Tô Căng bắt hét lên, ngã thẳng vào trong chăn, anh nói được. Anh nói được. Ý cười trên khóe môi cô càng lúc càng đậm. Chu Thời Quẩn, xem như anh thức thời. Trong thư phòng, Chu Thời Quẩn lấy hộp gỗ nhỏ trong ngăn kéo, mở ra, bên trong là một viên đá quý màu xanh biếc hình giọt nước người nhà nói thứ này phải đích thân anh giao cho tô căng bắc cũng phải nhanh chóng đưa cho cô lần này qua xem như hoàn thành nhiệm vụ này hôm sau thức dậy tô căng bắc bước đi cà nhắc tiểu oai và hà địch mua bữa sáng đến phòng cô hà địch tiến lên đỡ cô nhìn cẳng chân bên dưới chiếc áo tắm của cô nói căng bắc hôm qua em thoa thuốc chưa sao vẫn như vậy thế tô căng bắc mở mắt nói dối ờ, Thoa rồi, có lẽ hiệu quả không hiện rõ. Mày hôm nay chỉ quay cảnh trò chuyện, em không cần di chuyển. Hà địch kéo cô ngồi xuống. Em ăn sáng trước đi, chị thoa thuốc thêm cho em. Ôi, Để yên, để yên, để yên. Tô Căng bắt ngắt lời Hà Địch. Khụ khụ, Hà Địch à, hôm nay cũng không có chuyện gì, hay là chị và Tiểu Oai đi dạo loanh quanh đi ha, không cần theo em. Hà Địch. Hả? đi dạo chị dạo gì chị có thể đi mua quần áo nè nào hôm nay em phát lương sớm cho hai người tiêu xài cho đã đi hà địch nghi ngờ liếc cô cái quỷ gì tiểu oai bước qua nói chị căng bắt không có tụi em một mình chị không tiện tô căng bắt chớp chớp mắt không đâu không đâu chỉ là em cảm thấy mọi người vất vả nên cho mọi người nghĩ thôi hà địch bỗng dưng niềm nở bất thường nếu không đạo chích cũng phường gian manh. Chuyện này chẳng giống em đâu Tô Căng Bắc. Nói, em đang có ý đồ gì? Tô Căng Bắc nổi giận. Cho nghĩ mà còn không chịu, bình thường hay than mệt hoài là ai thế? Mau đi đi, quẹt thẻ của em. Hà Địch. Tiểu Oai. Chị Căng Bắc uy vũ. mươi 23. Cả buổi sáng, trừ lúc đóng phim, Tô Căng Bắc đều có dáng vẻ đứng ngồi không yên, chị căng bắt xảy ra chuyện gì sao trần tâm ngải nghi hoặc bước qua hỏi tô căng bắt giật mình hả chuyện gì không có gì đâu trần tâm ngải em thấy chị hồn vía trên mây còn luôn nhìn di động nữa nên nghĩ có phải xảy ra chuyện gì không không có không có tô căng bắt cười với cô ấy chỉ là chị đang đợi điện thoại thôi trần tâm ngải híp mắt treo chọc điện thoại à là điện thoại của ai mà chị hóng thế nhỉ chị căng bắt có vấn đề nha tô căng bắt túng gáy cô ấy cô nhóc ở đâu ra mà lắm lời vậy mau xem kịch bản đi trần tâm ngãi lê lưỡi đúng lúc này điện thoại tô căng bắt reo trần tâm ngãi thấy tô đại mỹ nhân sáng mắt lên lén là lén lúc chạy tới một góc nhỏ trần tâm ngãi hi hi quả nhiên đoán không sai có vấn đề tô căng bắt nhận cuộc gọi của chu thời quẩn dịu dàng hỏi. Anh đến đâu rồi, sao em vẫn chưa thấy anh? Chu Thời vẫn ngồi trong xe nhìn ra tiệm thuốc ngoài cửa sổ. Gần khách sạn của em. Đến khách sạn à, nhưng lát nữa em còn một đoạn phim, bây giờ không đi được. Được, anh qua. Ánh mắt Chu Thời vẫn rời khỏi tiệm thuốc, gần khách sạn không có tiệm thuốc. Năng lực mở mắt nói dối của người nào đó càng lúc càng mạnh rồi. Vậy em gửi địa chỉ phim trường cho anh, anh tới quá đúng lúc, hôm nay không ai đưa em về khách sạn. Ừ. Cúp điện thoại xong, Tô Căng bắt nhắn tin địa chỉ cho anh, sau đó khẽ ngâm nga hát tiếp tục trở lại quay phim. Ba giờ chiều, đoàn người Tô Căng bắt kết thúc công việc. Trần Tâm ngãi hỏi. Chị Căng bắt, sao hôm nay không thấy Tiểu Oai và Hà Địch? Chị bảo họ đi lo công việc giúp chị rồi nên hôm nay không ở đây. À, vậy chị về khách sạn thế nào? Chuyện này. Anh đưa em về. Hàng Văn Tân đã thay quần áo thường ngày đi tới, khuôn mặt cứng nhắc lành lạnh mang theo ý cười nhẹ nhàng. Tô Căng bắt khoát khoát tay. "Khỏi khỏi, không cần phiền thầy Hàng đâu." "Không phiền, dù sao cũng cùng khách sạn mà." Tô Căng bắt. "Cảm ơn thầy Hàng, có điều hôm nay thực sự không cần, em có bạn ghé cho nên." Hàng Văn Tân hơi cau mày. "Vậy à, được, vậy tôi đi trước, hai cô bé cũng sớm về nghỉ ngơi đi." "Tạm biệt thầy Hàng." tạm biệt thầy hàng trần tâm ngãi chị căng bắt vậy em cũng đi đây chị cứ thoải mái hẹn hò với bạn đi nhé tô căng bắt cười liếc cô ấy hẹn hò gì chứ cô nhóc này hai người chia tay trước phòng nghỉ ngơi trước khi đi tô căng bắt lấy gương ra sửa sang lại chính mình cô lau đi vết son đỏ sau đó lại thay bằng son màu nu ừ thế này trông tội nghiệp hơn sửa sang xong cô xách túi ra ngoài phía sau, Cao Tử Đồng luôn ở góc khuất hư lạnh. Ngay cả thầy hàng cũng bị cô ta mê hoặc à. Trợ lý. Phải đó, còn muốn đưa cô ta về nữa, sao thầy ấy không nói muốn đưa chị Tử Đồng về chứ? Cao Tử Đồng bị dẫm đúng chỗ đâu. Đừng so sánh tôi với cô ta. Xin lỗi. Vừa nãy nghe cô ta nói gì nhỉ, quản lý và trợ lý đều không ở đây, còn có hẹn. Tôi thấy là cơ hội tốt. Chị Tử Đồng. Vậy là ý gì? Cô và A Hằng đi theo cô ta, cô ta gặp ai, làm gì, đều lén chụp lại. Được. Em đi ngay. Chỗ này không có người ngoài nên Tô Căng Bắc không hề xuất hiện với dáng vẻ che che giấu giấu. Đầu bên kia di động, Chu Thời vẫn chỉ huy. Nhìn qua trái, xe màu đen, số đuôi 89. Tô Căng Bắc nhìn theo lời anh, một đám xe màu đen, cô nhìn từng chiếc từng chiếc cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe có số đuôi 89 cốc cốc cốc. Chu thời quẩn hạ kính xe bên ghế phụ xuống. Lên xe. Tô căng bắt dựa vào khung cửa sổ, tươi cười xinh đẹp. Bác sĩ Chu, nhiều ngày không gặp như cách cả đóng thu, anh vẫn đẹp trai như cũ. Chu thời quẩn bình tĩnh nhìn cô. Có lên xe không đấy? Lên lên lên. Tô căng bắt kéo mở cửa ra. Trước khi lên xe người ta chào hỏi một chút, sao anh không hiểu phong tình thế hả? chu thời quẩn không để ý đến cô mà nhìn về phía chân cô cô mặc váy dài không nhìn thấy vết thương chỉ lộ ra mắt cá chân trắng trảo hôm nay cũng đóng cảnh chiến đấu không có hôm nay em chỉ ngồi hoặc nằm là được tô căng bắt chú ý tới tầm mắt chu thời quẩn vội nói nhưng chân em vẫn rất đau anh gật đầu đem thuốc tới rồi lúc tới khách sạn sẽ đưa cho em tô căng bắt chớp chớp mắt hửng đến phòng em đưa cho em. Chu Thời vẫn nhìn cô với ánh mắt quái dị. Ở dưới lầu đưa được rồi. Vẻ mặt tô căng bắt căng thẳng kéo ống tay áo của anh. À, lẽ nào anh đưa thuốc cho em xong về liền? Như vậy không được, mệt lắm, anh là bác sĩ, anh phải biết rằng không được lái xe lúc mệt mỏi chứ. Chu Thời vẫn mím môi. Đưa cho em ở dưới lầu không có nghĩa là anh sẽ đi ngay, anh đặt phòng rồi, mai đi. Ồ, vậy à, đưa dưới lầu gì chứ tô căng bắt nhướng mi cười thẹn thùng đẩy cánh tay anh hóa ra ý ngầm của anh là người ta đến phòng anh chứ gì chu thời quẩn xe dừng ở ga ra khách sạn hai người đi thang máy lên lầu tô căng bắt đeo kính râm vào nói em về phòng em trước muộn chút sẽ đi tìm anh chu thời quẩn đưa hộp y tế để xuống trước mặt cô cầm đi đi lát nữa khỏi qua cũng được sẽ không để anh đợi quá lâu đâu. Tô Căng bắt nói rồi lùi về sau, không chịu lấy hộp thuốc. Năm giờ nhớ gọi món, bịt tết khách sạn này ngon đấy. Cô chạy đi, Chu thời vẫn lắc đầu bất đắc dĩ, bỏ đi, đợi lát nữa tiện thể đưa trang sức cho cô ấy luôn. Tô Căng bắt chạy về phòng, nằm nhoài trên giường đợi thời gian trôi. Nguyên nhân lúc nãy cô không đi cùng anh vì khách sạn nhiều người qua lại, mà cô không che không đậy rất dễ bị chú ý, nếu bị chụp được có lẽ sẽ gây rối cho Chu thời quẩn tuy rằng anh thoạt nhìn không mấy để tâm. Đúng năm giờ, Tô Căng bắt đeo khẩu trang và nón, lén lút ra khỏi phòng. Cô đến trước phòng chu thời quẩn, bấm chuông. Cửa nhanh chóng mở ra, anh đứng sau cánh cửa, hờ hững nhìn dáng vẻ cô che kín mít sắp không thấy mắt. mau tránh ra cho em vào. Tô Căng bắt chen vào cửa, chu thời quẩn mím môi, đưa tay đóng cửa. Gọi đồ ăn chưa, em đói rồi. Cô ngồi xuống sofa rất tự nhiên, có biết tết không gọi rồi dứt lời chu thời quẩn chỉ vào hộp thuốc và hộp nhỏ khác trên tay đợi lát nữa đem đi cả cái này nữa đây là gì tô căng bắt bị chất liệu cái hộp gỗ nhỏ hấp dẫn tặng em chu thời quẩn xem như là vậy tô căng bắt mở hộp vừa nhìn liền sững sờ đá quý khóe môi cô từ từ cong thành nụ cười cuối cùng không khép lại được Chu thời quẩn, thế này, thế này quá khách sáo rồi, không nói tiếng nào đã tặng đá quý. Anh hơi khựng lại, ánh mắt rơi trên bờ môi màu hồng nhạt của cô. Cô cười không hề che giấu, hàm răng trắng đều, lấp lánh ánh sáng. Anh lập tức dời tầm mắt, nhàn nhạt nói. Cái này của anh cả cho em, đồ mẹ để lại. À. Tô căng bắt chớp chớp mắt. Bảo vật gia truyền. Không phải, là di vật của mẹ, mẹ muốn để lại cho. Chu Thời vẫn ngừng lại kịp thời, không nói nữa. Tô Căng bắt nhướng mày sáng tỏ. Em hiểu em hiểu, để lại cho con dâu mà. Nói rồi, Tô Căng bắt lấy viên đá quý màu xanh biếc ra khỏi hộp. Đeo giúp em. Chú Thời vẫn nhìn bóng lưng cô, không biết vì sao lại có cảm giác không biết đặt tay chỗ nào, cô vén hết tóc lên, hướng chiếc cổ trắng mịn nhỏ dài về phía anh, không hề có chút ý thức phòng bị. Không đúng không phải không có ý thức phòng bị mà là cô không mảy may quan tâm tới mấy tiểu tiết này. Chu thời quẩn chợt nghĩ, nếu là người đàn ông khác, có phải cô cũng thế này không? Anh làm gì thế, mau lên. Tô Căng bắt định nghiêng đầu nhìn anh, thì sau cổ có cảm giác mát mát chạm vào. Cô ngẩn người, đột nhiên an tĩnh lại. Tay anh hơi lạnh, chạm vào da cô tạo ra một cơn run rẩy. rõ ràng là lạnh nhưng cô cảm thấy mặt mình nóng bừng. Thình thịch, tim bắt đầu đập rất nhanh, giống như lần đó trong thang máy, không thể khống chế nhịp đập. Được rồi. Tô Căng bắt xoay người, cúi đầu nhìn viên đá quý xanh biếc ở ngực. Rất đẹp. Giọng rất nhẹ, không giống Tô Căng bắt, Chu Thời vẫn hơi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn cô. Em rất thích. Rất, rất thích. Vậy thì tốt. Phòng khách sạn chợt không còn tiếng động, hệ Tô Căng bắt không nói chuyện là môi trường liền trở nên vô cùng yên tĩnh. Chú thời quẩn nhìn gò má cô, cảm thấy cô an tĩnh như vậy là trạng thái rất kỳ lạ, cô đưa tay sờ viên đá quý, tâm tư không biết đã bay tận phương trời nào. Lúc này, chung cửa lại vang lên, là người đưa thức ăn. Chú thời quẩn vì đề phòng nhân viên phục vụ nhìn thấy tô căng bắt nên đặc biệt đứng dậy đi đến cửa, sau đó đẩy đồ ăn vào. Bít tết của em nè, ăn đi. Tô căng bắt ho khang. Ừ. Hai người ngồi đối diện bàn ăn, mỗi người một phần bít tết ăn rất yên tĩnh. Tô Căng bắt lúc ăn cơm đương nhiên không quên nhìn anh. Đoán là Chu gia từ nhỏ đã dạy dỗ nghiêm khắc, Chu thời vẫn ăn rất quy củ, hút canh không ra tiếng, dụng cụ ăn không để va nhau. Tướng ăn của anh cũng rất đẹp, ung dung thông thả tự như thiếu gia công tử quý tộc thời phong kiến. Hay, đều là người, tại sao lại chênh lệch lớn như vậy? Nhớ đến người anh kia của cô ở nhà một, ăn chơi trác tán, phóng đẳng bất kham, tướng ăn chắc chắn không bị kịp một phần năm của Chu Thời Quẩn. Một tác giả chú thích, chỉ Tô Doãn Đông, không phải Tô Hiển Ngôn. Chu Thời Quẩn hiếm khi lên tiếng. Nhìn cái gì, còn không ăn đi. Tô Căng bắt bật thốt. Sắc đẹp đủ no, chỉ nhìn anh là em no rồi. Trường 24 Sắc đẹp đủ no. Chu Thời Quẩn đột nhiên cong khóe môi, tùy tiện nói lời treo đùa người khác, trạng thái này mới là Tô Căng bắt. Bà nãy an tĩnh thực không giống cô chút nào cô khó hiểu anh cười cái gì chu thời quẩn hơi thu lại ờ sợ em kìm nén tô căng bắt chu thời quẩn biết nói đùa không đúng hẳn là chu thời quẩn thay đổi cách khen mình ăn xong tô căng bắt ngồi trong phòng khách rất tự nhiên mở tivi chu thời quẩn từ trên cao nhìn xuống cô em không về à vẻ mặt tô căng bắt ù ù cạc cạc. Anh chưa thoa thuốc cho em mà, sao em về được? Chu thời quẩn càng, ù cạc cạc hơn. Tại sao anh thoa thuốc cho em? Tô căng bắt biểu môi, lập tức lộ vẻ vô cùng đáng thương. Anh là bác sĩ mà, đương nhiên phải thoa thuốc cho người ta chứ. Chu thời quẩn khựng lại. Không thích hợp lắm, em trước tiên. Không thích hợp chỗ nào chứ? Tô căng bắt liếc anh, tự mở hộp thuốc ra. Hơn nữa anh chưa nói với em mấy thứ này làm thế nào, em đâu biết cái nào trước cái nào sau. Có lẽ Tô Căng bắt nói cũng hơi có lý, Chu Thời vẫn im lặng chốc lát, bước qua ngồi xuống. Vậy em nhớ nhé, đây là thuốc khử trùng, đây là thuốc tiêu viêm, đây là thuốc tan máu bầm, đây là... Anh Thoa giúp em. Nói xong, Tô Căng bắt bất ngờ duỗi chân ra, vẽn váy ngay trước mắt Chu Thời Quẩn. Chiếc váy đen vốn dài đến mắt cá chân bị vén thẳng lên trên đầu gối. Vậy là, đôi chân dài trắng trẻo mịn màng của Tô Căng bắt cứ thế lộ trong không khí. Chu Thời quẩn ngẩn ngơ, gần như ngay tức khắc dời mắt sang chỗ khác. Cô liếc anh, đôi mắt ánh lên chút giảo hoạt. "Anh xem, bên này sưng cả rồi, đau lắm, màu thoa thuốc giúp em." Nói rồi cô mới phát hiện ánh mắt anh nhìn nơi bàn trà, bèn sáp lại gần anh. "Sao thế?" "Ồ không phải anh mắc cỡ chứ, trời ạ à, Chu Thời quẩn, anh từng sợ ngực nhiều lắm mà." còn sợ nhìn chân em ư. Khóe môi anh hơi co giật, cô gái này đúng là mặt dày. Tô Căng bắt nở nụ cười thực hiện được ý đồ, cuối cùng cũng không chịu nổi chứ gì. Thực không tin chị đây không quyến rũ được anh. Bỏ đi bỏ đi, thấy anh thẹn thùng như thế, em không làm khó anh. Tô Căng bắt vắt hai chân lên bàn trà, trừng ra một tư thế xinh đẹp. Em tự làm. Cô gái mặt dày an tĩnh thoa thuốc, chu thời vẫn liếc nhìn thấy dáng vẻ cô thoa thuốc cẩn thận từng ly từng tí bây giờ nhìn gần vết thương trên chân tô căng bắc càng đáng sợ hơn trong hình cô cẩn thận thoa thuốc một cách vụng về ui a à. ôi với cách thoa của cô chỉ khử trùng đầu gối thôi có lẽ mất hơn nửa ngày đưa đây chú thời vẫn rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa cầm nước khử trùng trên tay cô đưa tay giữ mắt cá chân dịch chân cô đến trước mặt anh Tô căng bắt đầu tiên là giật mình, sau đó cười khúc khích rất vui vẻ. Em biết anh sẽ không bỏ mặt em mà. Chu Thời vẫn lườm cô. Với tốc độ này của em, buổi tối anh khỏi ngủ mất. Ờ, vậy anh làm anh làm đi, anh chuyên nghiệp mà. Chu Thời vẫn hư lạnh, chăm chú thoa thuốc. Hôm qua sao không xử lý? Em cảm thấy nhiễm trùng là chuyện nhỏ. Chỗ trầy da nơi đầu gối có rất nhiều bụi đất, căn bản chưa từng được xử lý đơn giản cô thế mà bỏ mặt không quan tâm như vậy. Tô Căng bắt dựa vào sofa rất đại gia. Không phải nói rồi sao, em không thể nào xử lý. Chu thời quẩn trực tiếp vạch trần cô. Cạnh khách sạn có một tiệm thuốc. Tô Căng bắt chớp chớp mắt, nói qua loa. Vậy à, em không biết. À đâu? Chu thời quẩn hơi dừng lại, khẽ cau mày. Anh nhẹ chút, ráng nhịn. Tô Căng bắt mím môi, khẽ ươm có lẽ anh không biết, lúc anh nói câu này có một sự dịu dàng không tên, sau khi quen với vẻ lạnh nhạt trầm mặt của anh, chút dịu dàng nho nhỏ trên người anh tỏa ra rất quyến rũ. Tô Căng bắt nhìn chầm chầm khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, dần quên mất keo đau. Rồi. Chu thời quẩn thoa xong vết máu bầm cuối cùng, nghiêng đầu nhìn Tô Căng bắt. Nhưng anh không ngờ, cô vì muốn nhìn kỹ anh nên dựa vào rất gần. Anh vừa quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, gần đến mức chỉ nhích thêm tí xíu là chạm vào nhau cũng vì khoảng cách gần như vậy, Chu Thời vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô, là hương hoa, không nồng nhưng rất giống con người cô, tiềm ẩn sự quyến rũ. Nhiệt độ trong phòng có lẽ quá cao, Chu Thời vẫn lùi về sau, trong lòng bỗng dưng hơi nóng. Dạo này đừng mặc quần bó, ngày nào cũng phải thoa thuốc, thứ tự giống như anh mới làm hồi nãy. Anh quay đầu, vừa thu dọn hộp thuốc vừa căng dặn. Tô Căng bắt cười hì hì đồng ý, thả váy xuống. Em về trước đi cô nhận hộp thuốc từ tay anh ngày mai khi nào anh đi hơn chín giờ à vậy em đã đến phim trường rồi ngày mai em phải dậy rất sớm tô căng bắt thực lòng tiếc nuối không thể ăn sáng chung rồi anh nhớ ăn nha nói xong cô mới phát hiện mình phí lời thói quen sinh hoạt của chu thời vẫn rất quy củ đâu cần cô căng dặn anh nhìn cô nhẹ giọng được em nghỉ ngơi sớm Tô Căng bắt đi ba bước quay đầu một cái, sau khi cô đi, Chu Thời vẫn hạ nhiệt độ trong phòng xuống 2 độ, thời tiết bắt đầu ấm hơn rồi. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Oai đến gõ cửa phòng cô. Cô khó nhọc bò dậy khỏi giường, lề mề đi mở cửa. Chị Căng bắt, chào buổi sáng. Ừ, chào buổi sáng. Tô Căng bắt mơ màng nhìn cô ấy. Mấy giờ rồi? Tiểu Oai nhìn đồng hồ đeo tay. 6 giờ 10. Tô Căng Bắc dựa vào cửa. Ừ vậy anh ấy còn đang ngủ. Tiểu oai. Hả? Ai? Tô Căng Bắc ho khang. Không ai hết, mau vào đi, thu dọn xuất phát. Dạ. Mấy ngày kế tiếp, lịch trình của Tô Căng Bắc đều đầy ấp, cô nghiêm túc đóng phim, cũng nghiêm túc thoa thuốc theo lời dặn của bác sĩ Chu Thời Quẩn. Cuối cùng, phân cảnh của cô trong thành nguy cơ đã hết. Trưa hôm đó, Cô thu dọn xong hành lý liền dự định rời đi. Nếu là trước đây, khi xong công việc, trước tiên cô sẽ về Tô Gia nhưng lần này cô lại chọn thành phố chỗ chu thời quẩn ở. Hà Địch ban đầu cũng không chú ý, Tô Căng bắt lúc nghỉ ngơi đều ở lại hai thành phố này, vì một thành phố có người nhà và một thành phố thì có bạn. Nhưng sau khi đến nơi, Tô Căng bắt lại bảo bác tài lái xe về hướng bệnh viện khiến cô giật mình, con nhỏ này căn bản là đi tìm tình lang. Xe đi được nửa đường, Hà Địch bỗng nhiên cả kinh nói, đợi đã bác tài tạm thời dừng lại tô căng bắt sao thế hà địch khiếp sợ nhìn điện thoại di động cô không trả lời tô căng bắt mà gọi một cú điện thoại cái gì chuyện này hoàn toàn không thể cô nói gì đợi đã chuyện này tôi cần kiểm tra lại tô căng bắt thấy vẻ mặt hà địch bất thường cuối cùng nghiêm túc hỏi xảy ra chuyện gì hà địch cúp máy trừng tô căng Bắc chị nói hôm đó sao em lại đẩy chị và tiểu oai đi chứ hóa ra là bác sĩ chu tới tô căng bắt sững sờ a à, bị chị phát hiện rồi em đó tới thì tới tụi em làm ra trận chiến lớn như vậy làm gì tô căng bắt chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội tụi em làm ra trận chiến lớn hồi nào em xem đi hà địch đưa di động đến trước mặt cô trắng trợn đi tới phòng người ta bị phóng viên chụp lại rõ ràng nè. Đệt. Tô Căng bắt không nhịn được nói lời thô tục. Em rõ ràng rất khiêm tốn, sao còn có người theo chứ? Ai biết, chắc lần này không may, khuôn mặt bác sĩ Chu bị chụp khá rõ, người quen biết có lẽ nhận ra. Tô Căng bắt mở một loạt ảnh ra xem. Chu thời vẫn ngồi trong xe, cô đứng bên ngoài xe, hai người liếc mắt đưa tình qua cửa sổ xe. Ga ra khách sạn, hai người cùng xuống xe, cùng vào thang máy. Chu thời quẩn mở cửa phòng cho cô, cô bước vào, khoảnh khắc hoang lạc mờ mờ ảo. Hà địch nói. Bác Tài, lái xe đến khách sạn. Bây giờ đừng đi bệnh viện, ai biết có người theo chúng ta hay không? Tô căng bắt nhăn mặt. Được rồi, chỉ có thể như vậy. Bệnh viện viện y học kinh lập một, vài y tá tụng lại tứ ta tứ tích tám chuyện. Nè, các cô nhìn gì thế? Lâm Thanh Duy đúng lúc đi ngang qua, vỗ vai một y tá quen thuộc nào đó bác sĩ lâm các y tá thấy anh mắt sáng rực lên bác sĩ lâm anh xem tin hóc giải trí hôm nay chưa lâm thanh duy nhún vai chưa sao thế vậy anh xem nè anh xem nè y tá nọ vội kéo anh về phe mình người này có phải bác sĩ chu không lâm thanh duy sư huynh tin hóc giải trí phải nhìn kiểu nào cũng thấy giống lâm thanh duy khó mà tin được mở ảnh trên điện thoại dung to nhất từ từ trợn mắt hình như đúng là có hơi giống đúng không anh cũng thấy giống à vẻ mặt y tá kích động nói vậy bác sĩ chu và tô căng bắt thực là một cặp trời ơi chữa bệnh chữa ra tình cảm rồi lâm thanh duy xem hết nội dung bài báo từ đầu đến cuối sao sao có thể sao sư huynh sao không thể, cô tô đẹp như vậy, trước đây tôi đã thấy quan hệ hai người họ không bình thường rồi, không ngờ đấy. Lâm Thanh Duy nhét di động vào tay y tá, vội vàng chạy tới chỗ Chu Thời Quẩn. Sư Huynh Lâm Thanh Duy quên gõ cửa đã trực tiếp xông vào. Bên trong, Chu Thời Quẩn và Tiêu Viễn Tống đang thảo luận về một chứng bệnh hỗn tạp khó giải quyết. Tiêu Viễn Tống không đồng ý. Thanh Duy, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng cứ ao ào như thế. Biết biết, nhưng lần này có chuyện khẩn cấp. Lâm Thành Duy Túng lấy cánh tay Chu Thời Quẩn. Sư Huynh, anh, anh và Tô Căng bắt đi thuê phòng. Chu Thời Quẩn. Tiêu Viễn Tống. Em xem tin tức rồi, hình của hai người bị paparazzi chụp ở khách sạn là thật sao? Tiêu Viễn Tống bất ngờ nhìn Chu Thời Quẩn. Khách sạn. Thời Quẩn, cậu và cô Tô. Chu Thời Quẩn hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh liền bình thản, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị chụp sư huynh lợi hại nha lại có được quan hệ với tô căng bắc vậy khi nào thế khi nào chu thời vẫn dừng lại nói hơn hai mươi năm trước lâm thanh duy hả lời tác giả muốn truy cứu quan hệ giữa bác sĩ chu và bắc bắc quả thực phải ngược về hơn hai mươi năm trước ừm gần như lúc mới sinh ra cho nên người phàm sẽ không hiểu được chương hai mươi lăm đoàn người tô căng bắt lái xe đến khách sạn nhưng các cô không ngờ vừa xuống xe đã có một đám người vây tới xem chừng là đã mai phục chờ đợi rõ ràng là sớm biết họ sẽ tới đây có phóng viên dơ camera hỏi căng bắt hẳn cô cũng biết tin tức rồi người đàn ông trong ảnh là ai vậy cô đến phòng anh ta thật nhiều tiếng đồng hồ là làm gì vậy nghe nói người đàn ông đó chính là công tử nhà giàu lúc trước cùng cô dạo phố ở bắc kinh vung tiền như rác hai người có phải đang hẹn hò không quen nhau thế nào nghe nói người đàn ông đó rất giàu, hơn nữa đã có bạn gái, cô là kẻ đến sau chiếm lấy có phải không? Tô Căng bắt luôn không để ý đến lời của những phóng viên này, mãi đến khi nghe câu kẻ đến sau chiếm lấy, cô dừng lại, nhìn về phía phóng viên ăn nói hùng hồn nọ. Cô có bằng chứng gì mà nói mấy lời này? Phóng viên các người đều không cần chân tướng à? Các phóng viên thấy cô chịu lên tiếng thì vẻ mặt kích động. Tin đồn nội bộ là như vậy, chẳng lẽ có ẩn tình gì sao? Căng bắt, cô có thể nói một chút không người biết chuyện tiết lộ rằng cô cố ý đi làm quen anh ta cố ý này là chỉ cách gì vậy nghe nói bạn gái anh ta vì không chịu nổi sự can thiệp của cô mà phẫn nộ bỏ đi càng nói càng quá đáng mấy phóng viên này không biết là được tiết lộ cái thứ ngu xuẩn gì không bằng không cớ loại lời nói suy đoán này cũng có thể tin hà địch thấy các phóng viên tấn công quá mạnh bèn vội ra hiệu cho nhân viên bảo vệ bảo vệ tô căng bắt về trong xe căng bắt căng bắt cô có thể nói một chút không hà địch xin lỗi chúng tôi còn có việc xin nhường đường được không không trả lời vì đây là sự thật sao cô đúng là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người đàn ông đó sao sắc mặt tô căng bắt hơi trầm xuống đột nhiên xoay người lạnh lùng nói được nếu các người muốn biết như vậy vậy tôi nói cho các người biết người đó là bạn trai tôi tôi không phải kẻ thứ ba cũng không tồn tại kẻ thứ ba còn nữa Tôi muốn vào phòng anh ấy thì tôi vào, tôi muốn anh ấy mua đồ cho tôi thì anh ấy mua, đủ chưa, các người có thể yên tĩnh không? Các phóng viên ngẩn người, ngay cả Hà Địch bên cạnh cũng giật mình. Tô Căng Bắc chưa bao giờ trả lời mấy thứ này, trước đây cô cũng từng bị lan truyền mấy scandal khó nghe, nhưng cô đều mỉm cười cho qua, vậy mà lần này lại nghiêm túc, còn tức giận thẳng mặt với phóng viên. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, đúng lúc này, một bình nước khoáng không biết từ đâu đập tới. Lừa đảo Cô rõ ràng là kẻ thứ ba, quyến rũ người có tiền để trèo cao. Bình nước khoáng đập vô cùng chuẩn, tráng tô căng bắt bị đập mạnh, tức thì sưng lên. Khốn nạn! Ai vậy? Hà địch giận dữ, vội nhét tô căng bắt vào trong xe. Những người vây tới này không phải toàn bộ đều là phóng viên mà có mấy người kiểu quần chúng. Hiện tại ngoài trừ tiếng đèn flash của phóng viên còn có tiếng mắng chửi tức giận của người gây sự. Trực giác Hà địch mách bảo không ổn, vội bảo tài xế lái xe chiếc xe gian nan chạy khỏi đoàn người, Hà Địch thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra vết thương cho Tô Căng Bắc. Thế nào, có đau không? Không sao. Sắc mặt Tô Căng Bắc lạnh lùng. Mấy người này là ai thế? Hành trình của chúng ta đều là tới nơi mới quyết định, sao họ biết chúng ta sẽ đến đây? Hà Địch cau mày. Ngoài trừ phóng viên, người khác thoạt nhìn đều là người gây sự, Căng Bắc, lần này chắc là bị ai đó chơi xấu. Tiểu Oai. Nói cách khác, kẻ thứ ba rồi quyến rũ người có tiền trèo cao gì gì đó hoàn toàn là cố ý bôi nhọ còn có người dám đánh nữa chị căng bắt trước đây chưa bao giờ có chuyện như vậy hà địch lần này nhất định phải điều tra rõ ràng tô căng bắt xoa tráng bây giờ còn có người theo sau mục đích của họ đã đạt được chắc là không theo chúng ta nữa đâu căng bắt chúng ta đổi khách sạn ở đợi đã tô căng bắt nói em muốn tìm chu thời quẩn. Hả? Hà địch không ngờ tô căng bắt đột nhiên có ý nghĩ này. Chuyện này không tốt đâu. Chị yên tâm, em đến nhà anh ấy, không ai biết đâu. Nhà. Hà địch ngẩn người. Em biết nhà cậu ấy ở đâu à? Tô căng bắt khựng lại, phải rồi, cô không biết nhà anh ở đâu, nhưng có người chắc chắn biết. Cô cười nhạt, lấy điện thoại di động ra bấm số. Alo mẹ. Tường dạo này khỏe không? Câu lạc bộ nào đó ở Kinh Đô? Cao tử đồng ngồi trên sofa xem tin tức mới nhất mà cười đắc ý. Tô căng bắt, cho cô quyến rũ từ gia vĩ, đồ tiện nhân, bôi xấu cô chẳng qua là chuyện nhất một ngón tay mà thôi. Chật, sao bị đập có một cái thế nhỉ, mấy người này không biết làm lớn thêm chút cả. Tử đồng, tố oánh đến rồi. Bên cạnh có một người nhắc nhở. Cao tử đồng vui vẻ, vội đưa mắt nhìn lại. Lúc này, Thiệu Tố quánh đang hùng hổ đi về phía cô ta, đương nhiên, cô ta không nhận ra, vẫn bước lên nghênh đón như bình thường. Oánh Oánh, cậu đến rồi, xem tin tức chưa, làm không tệ chứ? Cao Tử Đồng. Ai bảo cậu làm mấy trò mèo này? Thiệu Tố Oánh không hề vui vẻ như trong tưởng tượng của cô ta, ngược lại vừa mở miệng là trách cứ. Cao Tử Đồng ngẩn người. Chúng ta trước đó không phải đã nói rồi sao, phải cho Tô Căng bắt một trận ý? Cậu Vậy cậu cũng không thể làm thế này Vẻ mặt thiệu tố oánh gấp gáp Kẻ thứ ba chen vào Người đàn ông bắt cá hai tay vì tô căng bắt gì chứ Cậu bị mấy thứ này Đến lúc đó người ta ra mặt giải thích chẳng phải là toàn bộ xong hết cả Cao tử đồng xuê tay Oánh oánh Internet bây giờ muốn tẩy sạch cũng không dễ đâu Cô ta có thể giải thích nhưng không phải tất cả mọi người sẽ tin. Mục đích của mình chính là để cô ta dính tiếng nhơ. Nhưng cậu có biết rõ người đàn ông kia là ai chưa mà làm bậy, cậu không sợ chọc phải ai đó à?" Thiệu Tố quánh đen mặt. Cậu cũng nói, Tô Căng Bắc là người rất giỏi quyến rũ đàn ông, lỡ như người đàn ông kia là nhân vật cậu chọc không nổi thì sao?" Cao Tử Đồng cười. "Mình tưởng cậu lo cái gì, oánh oánh, dù mình chọc không nổi, chẳng lẽ cậu chọc không nổi à?" Cao Tử Đồng ân cần nắm cánh tay cô. "Yên tâm đi, không có gì tụi mình không giải quyết được." Thiệu Tố oánh hất tay cô ta ra. Nếu lần này thật sự không giải quyết được thì sao? Cao Tử Đồng. Hả? Thiệu Tố oánh. Tử Đồng, thu tay đi, đừng truyền tiếp nữa. Tại sao? Mình thế này cũng vì muốn tốt cho cậu. Mắt Cao Tử Đồng hơi nheo lại. Oánh oánh, như vậy không giống cậu. Thiệu Tố oánh không sợ trời không sợ đất, gây chuyện càng không màng đến hậu quả lại bảo cô ta thu tay. Thiệu tố bánh hư lạnh, không lên tiếng, xoay người rời đi. Tử đồng, hai cậu sao thế, cãi nhau à? Một người bạn tiến lên hỏi. Cao tử đồng lắc đầu. Tin tức đã truyền ra sao có thể nói thu là thu chứ? Lúc này chuyện tô căng bắt là kẻ thứ ba chiếm đoạt trèo cao sớm đã lên bản hóp sớt rồi. Hả? Tiểu khiết, cậu giúp mình đi điều tra một chút xem người đàn ông lúc trước bị chụp cùng tô căng bắt rốt cuộc là ai? đại sảnh khu phòng bệnh, các bệnh nhân ngồi trong sảnh nói chuyện phiếm. Trong sảnh có một cái tivi tiện cho mọi người giải trí, trên tivi đang phát tin giải trí. Chật chật, giới showbiz này ý mà, đúng là loạn. Trước đây tôi còn rất thích tô căng bắt, sao cô ấy lại là loại người này chứ? Dung mạo xinh đẹp mà, có vốn liếng để đi quyến rũ đàn ông. Ê, mọi người có cảm thấy người đàn ông trong hình nhìn hơi quen không? Tuy hơi mờ, nhưng tôi thấy rất giống bác sĩ Chu của chúng ta. Giống thì có giống nhưng không thể nào là bác sĩ Chu, hai người họ không tiếp xúc với nhau thì sao có khả năng. Cô nói đúng. Mắt bệnh nhân nào đó nhảy bén. "Ôi, bác sĩ Chu, bác sĩ Tiêu, bác sĩ Lâm, sao mọi người đều ở đây thế?" Phía trước đại sảnh, ba bác sĩ đang đứng, tầm mắt họ đều tập trung vào tivi. Tivi lúc này đang phát cảnh Tô Căng bắt bị phóng viên ngăn ở cổng khách sạn, cô tức giận nói đó là bạn trai cô, cô không phải kẻ thứ ba tiếp đó là một bình nước khoáng bay tới đập mạnh vào đầu cô lâm thanh duy nuốt nước miếng sư huynh nè nè sư huynh đi đâu đó chu thời quẩn xoay người rời đi áo blue trắng phất phơ theo gió anh đi hơi vội vàng tiêu viễn tống kéo lâm thanh duy đang muốn đuổi theo lại cậu đừng đi hả tại sao tiêu viễn tống nhìn bóng lưng chu thời quẩn đôi mắt sau khung kính hơi lóe lên tôi nghĩ Chắc là cậu ấy đi tìm Tô Căng Bắc. Lâm Thanh Duy ngẩn người. Tìm Tô Căng Bắc, xem ra hai người họ thật có gì đó rồi có điều, sư huynh nói hơn hai mươi năm rốt cuộc là ý gì. Tiêu Viễn Tống cười nhạt. Ai biết, lần sau cậu tự hỏi là được. Lâm Thanh Duy biểu môi. Nếu có thể hỏi ra được gì từ miệng sư huynh thì em còn hỏi anh làm gì? Một bên khác, chu thời quẩn về văn phòng cởi áo blue, mặc áo khoác của mình vào anh cầm chìa khóa nhấc chân đi ra ngoài khi tay đặt trên tay nắm cửa anh mới chợt sững sờ mình đang gấp cái gì lúc thấy tô căng Bắc không còn nụ cười rực rỡ trước đây thấy cô lộ vẻ khó xử khi bị phóng viên vây quanh thấy cô khẽ keo lên vì bị bình nước đập vào anh bắt đầu cuốn. tâm trạng của anh từ lúc xem tin tức hình như đã bắt đầu gợn sóng rồi chu thời quẩn khẽ cao mày lúc này từng đợt từng đợt sóng tuôn trào nơi ngực khiến anh rất không thích ứng anh muốn mình bình tĩnh lại nhưng hãy nghĩ tới cô gái ấy bị ức hiếp là anh liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao? Chu thời vẫn ngẩn người chốc lát. Ừ, đúng rồi, đó là người của anh. Là người của anh thì sao có thể bị ức hiếp chứ? Rèn rèn rèn. Điện thoại di động trong túi chợt reo, Chu thời vẫn cầm lên xem, là cuộc gọi của tô căng bắt. Thật trùng hợp, anh cũng đang định gọi hỏi cô ở đâu. Alo. Chu thời quẩn. Vẫn anh đang ở đâu bệnh viện ừ vậy chừng nào anh tan làm chu thời quẩn bình thường là năm giờ rưỡi năm giờ rưỡi à vậy hôm nay anh có thể về sớm chút không chu thời quẩn dừng lại sao thế tô căng bắt cười khẽ nhưng tiếng cười này hơi bất đắc dĩ bởi vì bây giờ em đang ở cửa nhà anh em không có chìa khóa chỉ có thể đợi anh về Chu thời vẫn cúp điện thoại liền đến ga ra lấy xe, tốc độ lái xe lần này nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nửa tiếng sau, anh đến dưới lầu nhà mình, nhanh chóng đậu xe xong, lên thang máy. Lúc anh ra khỏi thang máy đến hành lang trước nhà, từ xa đã trông thấy bóng dáng yếu điệu kia, cô đứng đó, mảnh mai gầy yếu. Có lẽ nghe được tiếng bước chân anh, cô từ từ ngước mắt nhìn anh. Trong nháy mắt ấy, còn người cô dường như sáng lên. Tiếp đó, cô chu miệng tuổi thân nói. Chu thời quẩn, anh về rồi. Trường 26 Tô Căng bắt dựa cửa nhà anh, giày cao gót rơi ra đất, váy dài bồng bềnh. Gương mặt của cô trước sau vẫn mang vẻ lười nhác và tùy ý, tự như người cao mày trong tivi ban nãy không phải cô, cũng tự như những lời đồn nhảm vô căn cứ kia chưa từng đến tai cô. Chu thời quẩn đến gần, vết sưng trên đầu cô càng rõ ràng hơn trước mắt anh. Mặt cô đầy ý cười, không hề than đau với anh như bình thường. Xin lỗi, gọi anh về rồi, bệnh viện có bận không? Chu Thời quẩn lắc đầu. Vẫn ổn, không bận lắm. Âm. Uhm. Chu Thời quẩn thấy hai tay cô khoanh trước ngực mới nhận ra cô mặt hơi ít. Anh lấy chìa khóa, mở cửa cho cô vào. Vào đi. Tô Căng bắt theo sau anh vào. Anh không hỏi tại sao em đến tìm anh nhà Chu Thời quẩn dừng lại, hỏi tượng trưng. Ừ, có chuyện gì sao? không có chuyện gì hết." Tô Căng bắt cười hì hì nhìn anh, "Chỉ là có chút nhớ anh, cho nên vừa xong việc là đến tìm anh ngay, thế nào, có phải rất cảm động không?" Bước chân Chu Thời vẫn hơi khựng lại. "Vậy lúc mới tới, em nên tới bệnh viện." "Hả?" Chu Thời vẫn quay đầu nhìn cô, nói chính xác là nhìn trán cô. "Đến bệnh viện họ sẽ không ầm ĩ như thế." Tô Căng bắt ngẩn người, hóa ra anh đã biết rồi. "Nhưng đến bệnh viện chẳng phải là trực tiếp khai anh ra à? Chu thời quẩn. Vậy cũng tốt hơn em thế này. Nói rồi, anh đưa tay chạm vào trán cô. Anh nghĩ, đến bệnh viện, ít nhất anh sẽ không để những người đó có cơ hội này. Ui da! Tô căng bắt kêu lên. Đau đau đau. Cuối cùng cũng biết kêu đau rồi. Chu thời quẩn khẽ cười. Chưa bị đập thành ngốc. Tô căng bắt ngẹn em gặp trận chiến nhỏ này nhiều rồi. Ừ. Chu thời vẫn thả tay xuống, xoay người đi vào phòng trong. Ngồi đợi trên sofa đi. Anh đi đâu thế? Chu thời vẫn không trả lời mà đi vào một căn phòng. Tô căng bắt che trán, biểu môi, ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Cô nhìn ngó chung quanh, quả nhiên bác sĩ Chu có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nơi ở một người đàn ông mà gọn gàng sạch sẽ như vậy. Giá trang trí, cái bàn, sách vở thậm chí là bề cửa sổ cũng không chút cậu thả. Cái tên này có phải toàn bộ đều đặc biệt đúng vị trí không? Mỗi một thứ đều phải đến mức cao nhất mới được. Có điều vừa thoáng nhìn cũng có thể biết rõ nơi này chỉ một mình anh ở, hơn nữa còn rất ít người lui tới. Nhà tuy rộng nhưng phong cách lạnh, hoàn toàn mang hơi thở của đàn ông cấm dục. Chu thời quẩn từ trong phòng đi ra. Tô căng bắt chống đầu, vui vẻ nói. Tưởng anh làm gì, hóa ra là lấy hộp thuốc cho em. Chu Thời quẩn ngồi xuống sofa, đặt hộp thuốc lên bàn trà. Kế đó, anh mở hộp dưới cái nhìn trần trụi của cô, lấy rượu thuốc ra. Lại đây. Tô Căng bắt dịch mông, gắn sức sáp lại gần anh. Chu Thời quẩn. Đưa đầu qua là được. Được. Tô Căng bắt không hề nhích về sau, trực tiếp đưa mặt ra trước mắt anh. Nà, cho anh. Khoảng cách giữa họ chỉ cỡ 5cm, hơi thở của cô phả vào mặt anh ấm áp mà kiều diễm quyến rũ chu thời vẫn hơi quay đầu đi chỗ khác đưa tay đẩy cô ra sau đứng đắn chút có muốn thoa thuốc hay không đây bác sĩ chu người ta rất nghiêm túc muốn anh thoa thuốc mà tô căng bắt phòng má rốt cuộc là ai không đứng đắn hả chu thời vẫn nheo mắt dùng miếng bông áp lên trán cô ui da nhẹ chút yên tĩnh á đau thoa thuốc xong Chu Thời Quẩn nói Em sống ở đâu, anh đưa em đi Tô Căng bắt ngồi im trên sofa không nhúc nhích Vốn dĩ là ở khách sạn, nhưng anh thấy rồi đấy Có phóng viên chực em ở đó, bây giờ em không có chỗ nào để đi hết Dứt lời, cô vứt cho Chu Thời Quẩn một ánh mắt cực kỳ đáng thương Em đến đây đã phải trốn đông trốn tay rồi Hay, nếu ra ngoài nữa, bị người ta phát hiện thì sao đây? Chu Thời Quẩn Vậy em vậy em sẽ sống ở nhà anh tô căng bắt nhanh chóng tiếp lời em thấy chỗ này của anh còn phòng trống chu thời quẩn im lặng nhìn cô tô căng bắt đưa tay kéo ống tay áo của anh có được không hở chu thời quẩn chu thần y chu bảo bối chu thời quẩn em rất dễ nuôi chỉ cần có ăn có ngủ là được hơn nữa em bảo đảm không phá hỏng hoàn cảnh nhà anh Tô Căng bắt kiên trì không ngừng kéo ống tay áo anh, đôi mắt nũng nịu chớp chớp, chớp chớp. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Thời vẫn đầu hàng trước, dời mắt đi chỗ khác, đạm nhạc nói. Tùy em. Tốt tốt tốt. Tô Căng bắt đứng bật dậy, nắm lấy bả vai anh. Quả nhiên là vị hôn phu của em, nghĩa khí. Chu Thời vẫn nghiêng đầu đi, công môi ở góc độ cô không nhìn thấy, cô gái dùng từ linh tinh này. Trời dần tối, hai người ở nhà gọi thức ăn bên ngoài. Ăn xong, Tô Căng bắt mở điện thoại di động, gọi video với hai cô bạn thân. ối dào, các cậu cứ yên tâm, mình thật sự không sao hết, bình nước khoáng đó có thể đập ra cái lỗ trên đầu mình sao? Tiếc ảnh. Cậu đừng mạnh miệng, có phải trốn đâu đó khóc rồi không? Tô Căng bắt lường. Trốn cái đầu cậu á, cô gái kiên cường như mình mà khóc à? Hạ lộ. Căng bắt, vậy bây giờ cậu đang ở đâu? Ra ngoài có phải rất bất tiện không? Tiết Ảnh nói tiếp: "Mình thấy hay là cậu tới nhà mình ở đi, mình bảo lão cao ra ngoài ở, cậu ở khách sạn người tới người lui không tốt." Hạ Lộ: "Đúng đúng, ở nhà A Ảnh đi." "Không cần không cần, bây giờ mình an toàn rồi, mình." Tô căng Bắc: "Em muốn lấy cái nào?" Đột nhiên, một giọng nam xuyên qua video truyền vào tai Tiết Ảnh và Hạ Lộ. "Tiết Ảnh, cái quỷ gì?" mình vừa nghe giọng nam ư. Hạ lộ. Cậu không nghe nhầm, mình cũng nghe. Tiết ảnh, hạ lộ. Tô căng bắt. Tô căng bắt làm tư thế bình tĩnh. Chờ chút ha. Cô tắt điện thoại di động, đi về phía chu thời quẩn, vì lúc cô tới không đem theo gì cả nên chỉ có thể lấy đồ anh làm đồ ngủ. Anh thấy cô lề mà lề mề thì trực tiếp đưa một bộ đồ thun thoải mái qua, bộ đồ này còn mới tinh, anh chưa mặc bao giờ. Cầm. Tô Căng bắt khều khều xem, đồ ở nhà màu xám bạc, áo và quần nghiêm chỉnh đứng đắn. "Em không muốn, em muốn mặc cái này cơ." Tô Căng bắt nhân lúc anh không chú ý, lấy trong tủ quần áo ra một chiếc áo sơ mi trắng. "Cái này đẹp nè." Giọng Chu Thời vẫn hơi trầm xuống. "Anh mặc rồi." "Không sao, em thích mặc đồ rộng ngủ." Tô Căng bắt liếc mắt đưa tình với anh, cơ hội tốt như vậy, sao cô có thể mặc quần áo bảo thủ chứ, chưa xem phim mà vào lúc này là phải mặc sơ mi trắng gợi cảm. Chu thời vẫn đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy, nếu cô thích thì cứ tùy cô. Tô Căng bắt một lần nữa mở di động lên. Ơ gì nhỉ, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm ha. Tiết ảnh. Cậu đợi đã, thành thật khai báo, bây giờ cậu đang ở với người đàn ông nào? Hạ lộ. Căng bắt, tin tức nói là thật. Cậu có bạn trai rồi. Tô Căng bắt ho khang nếu mình nói là thật, các cậu có đánh mình không? Tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiết ảnh nói. Là ai? Rốt cuộc là ai? Hạ lộ. Là bác sĩ lần trước ở Bắc Kinh nhà, tên gì nhỉ? Chu Thời Quẩn. À. Đúng. Phụ. Tiết ảnh suýt phun ngụm nước ra ngoài. Tô Căng Bắc, cậu thật giỏi đấy, bị tai nạn giao thông cũng có thể kiếm được bạn trai. Tô Căng bắt cười hi hi. Chuyện này để lần sau gặp mặt từ từ nói nhé, chuyện hơi dài, tổ chức tha cho em. Nè nè nè. Được rồi được rồi, một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng, không nói nữa. Tô Căng bắt dứt khoát tắt video. Hạ Lộ, Tiết Ảnh. Chu Thời vẫn xa xa đi ngang qua. Hạ Lộ và Tiết Ảnh đều biết Tô Căng bắt sinh ra trong một gia đình tốt, nhưng không biết cô có một vị hôn phu. Thứ nhất là từ nhỏ đến lớn, Tô Căng Bắc đều không hề quan tâm đến người này. Thứ hai là với cô mà nói, đính hôn không phải chuyện quan vinh gì, là một cô gái ngày nào cũng ngắm trai đẹp ngắm thiệt tươi, ngày nào cũng hô tự do hôn nhân. Nếu để người ta biết cô còn có một anh chồng từ bé thì cô có cần thể diện nữa hay không đây? Có điều bây giờ tình hình phát triển lệch khỏi quỹ đạo rồi, chuyện liên quan đến chu thời quẩn, cô phải tìm thời gian nói rõ với hai cô bạn thân. Tô Căng Bắc thở dài, dường như có thể tưởng tượng được dáng vẻ há mồm kinh ngạc của hai cô gái thấy tô căng bắt muốn đi súc miệng chu thời vẫn nhắc nhở trong ngăn kéo thứ hai của phòng tắm có vật dụng mới đấy được em biết rồi tô căng bắt cầm lấy áo sơ mi ngâm nga một điệu hát vào phòng tắm thấy cô đi tắm chu thời vẫn lấy điện thoại di động ra bấm một số a à, diễn nhị thiếu gia đối phương hơi bất ngờ ừ đang bận à thưa không đại thiếu gia đang học, tôi ở bên ngoài ạ à. Được, có chuyện muốn nhờ anh. Nhị thiếu gia cứ nói à. Mau chóng giải quyết chuyện tin tức của Tô Căng bắt đi. Chu Diễn thực ra đã xem video kia, hiểu rõ hỏi. Ý cậu là? Chu Thời vẫn xa sầm mắt. Điều tra xem là ai đang giở trò và nghĩ cách đè mấy tin tức không tốt kia xuống. Vâng. Chu Diễn cúp điện thoại đúng lúc Chu Chính hiến ra khỏi phòng họp, Chu Diễn cung kính cúi đầu. Vừa nãy nhị thiếu gia gọi điện tới à? Chu Chính Hiến nói gì? Nhị thiếu gia nói muốn đè tin tức về Tô Tiểu thư xuống ngã. À. Chu Chính Hiến nghe xong, cười khẽ. Trước đây thời vẫn chưa bao giờ quản mấy chuyện này. Tôi cũng rất ngạc nhiên, lần đầu tiên nhị thiếu gia gọi điện thoại tới mà không phải hỏi về bệnh tình của cậu. Chu Chính Hiến rất vui mừng. Điều này nói rõ đầu gỗ khai thông rồi. Khóe môi Chu Diễn khẽ cong lên chu chính hiến vậy cậu thấy chuyện căn bắt thế nào chu diễn nghĩ nghĩ rồi nói tin tức lần này không giống như bình thường trước đây tuy tô tiểu thư cũng có rất nhiều scandal vô căn cứ nhưng đều là việc nhỏ còn lần này hình như có người đứng sau chỉ đạo ý cười của chu chính hiến thu lại còn người lóe lên chút ác liệt thú vị dám kiếm chuyện tới thời quẩn và căn bắt à chương hai tô căn bắt tắm xong mặc áo sơ mi của chu thời quẩn vào ôm bộ đồ mới thay ra chu thời quẩn mấy thứ này để đâu cô hỏi về phía anh đang đứng trước giá sách thu dọn lại sách vở đồ cần giặt cho vào sọt đồ không giặt chu thời quẩn vô ý xoay người nhìn cảnh tượng trước mắt ánh mắt hơi đơ lại bên kia ánh đèn mờ mờ sương như có như không cô gái biến nhát đứng đó mang theo nét mềm mại và thanh tân sau khi tắm tô căng bắt cao gầy áo sơ mi của anh rất dài, che được đến giữa đùi. Nhưng, cũng chỉ là giữa đùi mà thôi. Đôi chân dài thon thả cân xứng không mang dép lê, bàn chân xinh đẹp trắng trảo dẫm trực tiếp lên nền gạch, vừa sạch sẽ vừa gợi cảm. Giống như chính chu thời quận nói, anh là một bác sĩ, thứ anh tiếp xúc nhiều nhất chính là cơ thể con người, đàn ông, phụ nữ sớm đã nhìn thành quen. Nhưng anh phát hiện, hóa ra giữa người với người vẫn có sự khác biệt, giống như lúc này, tô căng bắt từ từ bước về trước, dường như trong lòng anh không còn nghĩ được chuyện gì khác. Đồ không giặt để ở đâu? Tô Căng bắt hỏi. Chu Thời vẫn đè xuống chút sao động nơi đáy lòng, nhẹ nhàng dời ánh mắt đi chỗ khác, đặt quyển sách trong tay lên giá, nói. Mang vào phòng em đi. Phòng em dọn rồi à? Ừ. Tô Căng bắt đưa một tay vỗ vai anh. Rất tốc độ. Nút áo sơ mi của cô chưa gài lại hoàn toàn, hơi động một tí là xương quai xanh dưới cổ như ẩn như hiện. Chu thời quẩn nghĩ, đồ anh đưa cô đúng là lớn. Anh dẫn cô đến phòng cô, phòng dành cho khách nhưng trước giờ chưa từng có ai ngủ lại, ra trải giường là anh mới thay nhân lúc cô tắm vừa nãy. Tô căng bắt để quần áo xuống, đi một vòng trong phòng. Chu thời quẩn, nhà anh nhất định phải lạnh thế này à? Anh nhìn cô. Có sao? Có, không một chút hơi người, nếu không phải trên bề cửa sổ có mấy chậu cây còn sống, em thật không cảm giác được nơi này có người ở. Dứt lời, Tô Căng bắt liền cười xinh đẹp nói. Đương nhiên, sau này có em, nơi đây sẽ đẹp hơn rất nhiều. Chu thời quẩn liếc cô, người này hãy có cơ hội là tự tân bốc mình ngay. Ê, qua phòng anh xem xem. Tô Căng bắt tò mò phòng anh có đơn điệu giống phòng cho khách này không? Nghĩ vậy, cô liền túng lấy tay Chu thời quẩn, kéo anh ra ngoài cửa đây là phòng anh. Tô Căng bắt quay đầu nhìn anh. Có thể vào xem không, chú ý nha, em đang hỏi với thân phận vị hôn thê nhé. Chú thời vẫn nhìn cô nắm chặt tay anh, giọng nói mang chút ý cười. Em không cần nhấn mạnh, sợ anh không mở cửa. Tô Căng bắt cong môi, đặt một tay lên ngực anh, bắt chước hồ ly tinh lẳng lơ trong phim truyền hình từ từ sờ xuống. Không phải người ta sợ anh không mở cửa sao, đối với bác sĩ Chu Nguyên Tắc, nếu em không có thân phận đặc thù thì sao tới gần được đúng không con ngươi chu thời vẫn đê mê đè bàn tay không an phận của cô lại anh thấy em vẫn nên về khoác thêm áo khoác đi tô căng bắt cứ không nghe đôi mắt quyến rũ của cô nhìn chầm chầm anh đôi tay tự bạch ngọc như không có xương từ từ khoác lên vai anh điều hòa nóng như vậy mà khoác áo khoác gì chứ anh xấu hổ a à. sắc mặt chu thời vẫn hơi thay đổi không dễ nhận ra cô hình như được voi đòi tiên rồi trong cuộc đời của anh, trừ cơ thể của thi thể và bệnh nhân ra, anh chưa từng lại gần cô gái nào như vậy. Một là tính anh vốn lạnh nhạt, hai là trong lòng anh từ lâu đã ngầm chấp nhận một bóng dáng mơ hồ, người Chu gia luôn tuân thủ lời hứa, nếu anh đã có vị hôn thê thì không được sằng bậy với cô gái khác. Hiện tại, bóng dáng mơ hồ kia đã rõ ràng đứng trước mặt anh. Tuy không giống với cô gái trong tưởng tượng của anh, nhưng lòng anh không hề bài xích. Nè, có phải anh xấu hổ không? Tô Căng bắt thầm Dương Dương đắc chí, cô nói mà, sơ mi trắng là thần khí chém trai. Chu Thời Quẩn tự cảm thấy bản thân không phải xấu hổ, mà là cô dựa gần như vậy, anh rất không thích ứng. Anh lách qua cô đi vào. Xem xong chưa, xong rồi thì về ngủ. Tô Căng bắt bước nhỏ theo sau anh. Anh vẫn chưa nói có phải anh xấu hổ hay không. Cô chợt dừng lại, mở to mắt nhìn Chu Thời Quẩn, anh đưa lưng về phía cô nên cô nhìn rất rõ ràng vành tai ửng hồng nhàn nhạt của anh. Tô Căng bắt nuốt nước bọt, tai đỏ. Âu gót, sao cảm thấy đáng yêu quá vậy nè. Bác sĩ chu nhà cô thật sự xấu hổ kia. Chu thời vẫn nghe phía sau thật lâu không có động tĩnh, vừa định xoay người nhìn thì tai anh chợt lạnh. Yên tĩnh không tiếng động, hai người đều sững sờ. Một người đưa tay nắm tay một người, người còn lại bất ngờ không kịp chuẩn bị, màu đỏ hồng càng thêm đậm. Tô Căng bắt chỉ là hành động tùy tâm, thấy đáng yêu thì sợ nhưng không ngờ thứ bị dọa lại là trái tim mình nếu so sánh với những chuyện khác cô từng làm thì chuyện này cũng không tính là mờ ám gì nhưng nhịp tim cô cứ đập liên hồi em làm gì đó anh túm lại cổ tay cô ánh mắt trầm xuống tô căng bắt lẽ ra sẽ mở miệng treo anh một phen nhưng bây giờ làm thế nào cũng không nói được tai tai anh đỏ chu thời vẫn hạ mi mắt nhìn cô cô không mang về cao gót luồn đi một đoạn thêm vào đó là cô gầy nên ở trước mặt anh có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Anh nắm cổ tay cô hơi chặt. Ừ, sau đó thì sao? Sau đó, sau đó chính là đỏ. Chu thời vẫn kéo cô về phía mình, hơi không người. Là em đỏ chứ? Hả? Tô căng bắt ngẩn đầu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, gần trong gan tất. Ánh mắt anh rất chăm chú, rõ ràng là lạnh nhạt, nhưng cô lại thấy hơi ấm áp. Em, em đỏ ở đâu chứ? Chu thời quẩn đưa tay véo mặt cô. Mặt. Tô căng bắt che má. Đây, đây là phấn hồng, phấn hồng đấy, anh hiểu không? Chu thời quẩn suy nghĩ. Không phải em mới tắm xong à? Ý là, trang điểm cũng tẩy rồi. Tô căng bắt nghẹn, cố chấp đối mắt với anh, đồng thời trong lòng lặng lẽ niệm, mình là cao thủ gẹo trai. Mình tới để gẹo chu thời quẩn sao có thể lép vế được em tắm nhưng chưa rửa mặt dáng vẻ tô căng bắt kiêu ngạo hơn nữa em đây thân kinh bách chiến anh cảm thấy em đỏ mặt cái gì thân kinh bách chiến chu thời quẩn chỉ cảm thấy trong lòng bức bối phải không phải anh không tin chu thời quẩn nghiến răng nghiến lợi không tin tô căng bắt nhau mắt không biết cảm thấy mình bị khinh thường hay do người trước mắt quá đẹp trai dù sau khi cô phản ứng lại thì mình đã nhào lên, hơn nữa còn dùng tư thế cô là bám lấy chu thời quẩn. Anh không kịp phản ứng, bị cô đụng lui mấy bước, cuối cùng may được tủ sách chặn lại, có điều người trước mắt. Hai tay cô vòng qua cổ anh, chân móc bên hông anh, môi chặn môi anh, không, phải nói là cắn môi anh. Đôi mắt đẹp của cô lúc này hơi trừng lên, hiển nhiên là đang nói, có phục không? Trái tim chu thời quẩn lột bột, đầu óc luôn tỉnh táo hiếm khi mơ hồ. Tô Căng bắt cắn rất vui vẻ, quả nhiên là chu soái ca, cái miệng này còn mềm và mọng hơn cả trái cây. Cô dù sao cũng đang đu trên người anh, được một lát liền trượt xuống, đúng vào lúc cô định thuận theo thế trượt mà nhảy xuống thì một đôi tay mạnh mẽ chợt giữ lấy chân cô. Lòng bàn tay ấm áp với vết chai áp vào da cô, Tô Căng bắt sững sờ, toàn thân bị bế xoay một vòng. Trong lúc choáng váng, đổi thành cô bị đè lên tủ sách. Trên miệng không còn là cô tiến công nữa mà biến thành cô bị động bị gặm anh áp rất sát, tiếng gấp gáp của hai người và tiếng ma sát của vải vóc hòa vào nhau trong bầu không khí yên tĩnh, kiều diễm, mờ ám. Tô Căng Bắc là người dám đi chọc ghẹo, đùa bẩn trai nhưng xưa nay chưa từng trải qua súng thật đạn thật. Vốn tưởng rằng Chu Thời Quẩn sẽ không có phản ứng ai ngờ lại đảo khách thành chủ, cô cũng rất hoảng sợ ngay người. Ưm. Ừ. Trong lúc môi răng thấm thiết, cô vô thức phát ra tiếng, cũng chính tiếng này đã đánh thức hai người đang say đắm môi chu thời vẫn lùi ra mấy cm ánh mắt sâu thẳm tô căng bắt chớp chớp mắt thở hổn hển thân kinh bách chiến giọng chu thời vẫn không còn lành lạnh như bình thường nữa mà có chút khàn và mạnh mẽ anh thấy là kinh nghiệm không đủ thì có tô căng bắt chu thời vẫn đặt cô xuống hạ mi mắt khẽ nói lần sau nói chuyện nhớ nháp đấy tô căng bắt cô bị coi thường hơn nữa còn bị coi thường bởi chu thời quẩn thoạt nhìn rất cấm dục, đồng thời chưa từng có phụ nữ. Cô rất không thoải mái. Sáng hôm sau, Tô Căng bắt mang đôi mắt gấu trúc bắt điện thoại của Hà Địch. Gì? Hà Địch giật mình. Sao sao? Sao giận ghê vậy? Tô Căng bắt lăn một vòng trên giường, chôn mặt vào chăn, nói ngọng nghịu. Bị sàm sở còn bị coi thường với một người tự xưng là đùa bẩn hết tiểu thịt tươi tươi ngon trong giới showbiz như Tô Căng Bắc mà nói, bị cười nhạo không có kinh nghiệm là một sự mất mặt to lớn. Hà địch không nghe rõ. Hả? Hả? Không có gì. Ừ, không quan trọng, không quan trọng. Hà địch nói. Căng Bắc à, chị gọi điện thoại là muốn nói cho em biết tin tức hôm nay có chuyển biến. Ê, có phải bên nhà em ra mặt không? Tô Căng Bắc. Nhà em không thể nào, ban đầu em vào showbiz, mẹ em đã hung hăng nói là không bao giờ quản, chị thấy có lần scandal nào mà mẹ chặn giúp em chưa? Nhưng, bây giờ bình luận trên Internet là chuyện gì xảy ra? Hà Địch không hiểu, sao các vê đại một của showbiz đều nói giúp tô căng bắt thế kia? Một vê viết. Có phải bác sĩ chu giúp em không? Tô căng bắt. Không đâu, hôm qua anh ấy luôn ở chung với em mà, em đâu thấy anh ấy làm gì. Em ngốc cả chuyện như vậy cần cậu ta đích thân ra tay sao bây giờ trên mạng chuyện về bác sĩ chu người đàn ông đại gia thần bí hầu như đã không còn rõ ràng là bị người ta đè xuống hơn nữa chuyện bôi nhọ về em là kẻ thứ ba cũng bị lật đổ trên mạng đều đang nói tốt cho em thế à tô căng bắt nói để em xem xem cúp máy đây ừ được tô căng bắt cúp máy rồi vội vàng lên mạng quả nhiên hôm nay chuyện bôi nhọ đã giảm rõ rệt hơn nữa hết nhóm này đến nhóm khác tẩy trắng cho cô. Minh tình yêu đương thì bị nói, mấy người có bệnh hả? Người ta đẹp thì nhất định là kẻ thứ ba, à chứng cứ đâu? Quyến rũ đại gia gì chứ, sự nghiệp của chính tô căng Bắc cũng rất nổi, hoàn toàn không cần đi quyến rũ ai, dù có thật hẹn hò với đại gia thì cũng là môn đăng hộ đối, không có gì không xứng cả. Trường 28 Tô Căng Bắc xem xong những thứ trên hot search liền đi xem bình luận trong Weibo của mình. Bình luận áp đảo đương nhiên là bình luận tốt, nhưng ngoại trừ số fan trắng không bình thường thì có thể nhìn ra có những fan thật sự ủng hộ cô. Cô luôn rất quan tâm đến những fan đáng yêu này. Vì không để mọi người lo lắng, Tô Căng bắt update trạng thái Weibo đã lâu chưa update. Tình yêu là tự do, cảm ơn mọi người đã cho tôi không gian. Tôi rất ổn, mọi người có thể yên tâm nhé Weibo không có hình, thế là Tô Căng bắt tùy tiện chụp một bức tường trong phòng, trên giấy dán tường màu xám chỉ có một chiếc đồng hồ bức ảnh thoạt nhìn rất có không khí. Cô ấp ảnh lên, gử. Ấp quay bô xong, cô bò dậy khỏi giường, bây giờ là 7 giờ rưỡi sáng, cô đã cả đêm không ngủ. Két. Tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng vang lên, lúc cô mở cửa đi ra cũng là lúc chu thời quẩn ra khỏi phòng. Cô đã đặt một chân ngoài cửa, tiếng không được, lùi không xong. Dậy rồi. Chu thời quẩn đóng cửa phòng, sắc mặt bình tĩnh đi tới. Buổi sáng muốn ăn gì? Tô Căng bắt nhìn chầm chầm vào mắt anh, nhưng trong đôi mắt ấy, cô không thấy bất kỳ yếu tố không ổn định nào. Đệt, hóa ra chỉ có một mình cô cả đêm mất ngủ. Không đúng, sao cô có thể thua anh được, bị áp chế không phải là phong cách của cô. Em muốn ăn gì sẽ có đó à? Tô Căng bắt túng mái tóc dài lại, vừa cửa đầy gợi cảm. Đương nhiên, cô không biết lúc này vành mắt đen của cô có chút phá không khí. Chu thời vẫn nhìn đôi mắt gấu trúc ấy bánh mì nướng, cà phê, trái cây. Chỉ vậy. Tô Căng bắt chê bai. Căn bản không có lựa chọn. Chu Thời vẫn xoay người đi về phía nhà bếp, giọng nhạt nhẽo. Muốn ăn những thứ khác thì có thể đi mua nhưng chờ anh ăn xong rồi hẳn tính. Bỏ đi bỏ đi. Tô Căng bắt theo sau anh. Người đang dưới mái hiên không thể kén ăn một, anh ăn gì em ăn đó vậy. Một chế từ câu người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thế là, cô nhìn Chu Thời Quẩn mở tủ lạnh, nhìn anh lấy sốt bôi lên, lại nhìn anh đặt bánh mì vào máy nướng bánh mì, anh làm rất lưu loát, thông thả, nói thực, sáng sớm nhìn cảnh này với tô căng bắt mà nói là một chuyện rất dưỡng mắt. Trong lúc đợi bánh mì, Chu Thời Quẩn tiện thể pha cà phê, sau khi bỏ hạt cà phê vào máy, anh chợt dừng tay, quay đầu nhìn người nào đó. Em có muốn ra ngoài trước không? Tô Căng bắt tựa bên bệ bếp, nhìn anh chầm chầm. Vì cứ bị nhìn như thế mãi, rốt cuộc chu thời vẫn cảm thấy không thoải mái. Cô tùy ý lắc đầu. Không sao, em giúp anh. Chân mày chu thời vẫn giật giật. Nhưng trên thực tế, ngoài đứng ra thì em không làm gì cả. Tô căng bắt chớp chớp mắt. Em có làm mà, chỉ là chưa bắt đầu thôi. Nói rồi cô đưa tay lấy hạt cà phê trên tay anh. Em pha cà phê, anh lo bánh mì đi. Chu Thời Quẩn rất nghi ngờ Tô Căng bắt căn bản không biết làm nên không buông tay. Thôi, em ra ngoài đi. Lại bị coi thường. Tô Căng bắt vừa thất bại vừa không cam lòng, cướp hạt cà phê của anh. Em làm được. Chu Thời Quẩn lặng lẽ giơ hạt cà phê lên cao. Tô Căng bắt. Em biết làm thật mà. Anh đừng có không tin. Cô nhón chân lấy, nhưng cô hoàn toàn với không tới. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình lùng, hôm nay là lần đầu tiên chiều cao cô bị khiêu khích. Tô căng bắt híp mắt, dùng sức nhảy. Hạt cà phê bị cô kéo về tay, sau đó cô được chu thời quẩn giam vào lòng. Cô dựa vào ngực anh với tư thế chân không chạm đất, tay anh thì đỡ bên hông cô đề phòng cô ngã. Họ thân mật không kẻ hở hệt như một đôi tình nhân đùa nghịch trong bếp vào một buổi sáng tinh mơ. Tô căng bắt sững sờ, ngửi được mùi bột giặt tươi mát trên người anh, nhẹ nhàng và thoang thoảng hương bạc hà. Mấy giây sau, Chu thời quẩn thả cô ra, sau đó đưa tay cầm hạt cà phê suýt vung vãi, nói đầy thâm ý. Em vẫn nên ra ngoài thì hơn. Tô căng bắt. Một tuần tiếp theo, cô đều ăn vạ ở nhà chu thời quẩn, mặc kệ chuyện bên ngoài, công việc cũng không nhận, giống như thú cưng đợi người ta nuôi vậy. Còn anh thì vẫn bận rộn với quỹ tích sinh hoạt của mình như cũ, nhà, bệnh viện, nhà. Trong mắt Tô Căng Bắc, cuộc sống của chu thời quẩn nhàm chán đến cực điểm. Hay may mà có cô tới cứu vớt anh. Hôm nay là tiệc hoàng công của thành nguy cơ. Tô Căng bắt kết thúc cảnh diễn trước, sau đó mới lần lượt tới các diễn viên khác. Hôm nay là tiệc hoàng công chính thức, địa điểm ở ngay trong thành phố. Quá đáng, khó khăn lắm anh mới được nghỉ ở nhà một ngày mà em lại phải ra ngoài. Tô Căng bắt khẩy khẩy mấy bộ quần áo tiểu quay đưa tới, vẻ mặt khó chịu lên tiếng. Chu Thời Quẩn ở bên cạnh lật xem sách, bình tĩnh như. Ư ừ gì? có phải anh cũng rất buồn không? Tô Căng bắt đến trước mặt anh, hàng mi dày chớp chớp. Anh nhìn bóng mờ trên trang sách, chậm rãi ngẩng đầu. Cô lại tùy tiện đến trước mặt anh, trên người cô dường như có hương thơm quyến rũ thổi không bay. Ánh mắt chu thời vẫn cuối cùng rơi xuống môi cô, đôi môi màu nu nhạt không đỏ tươi như thường ngày. Anh chợt nhớ đến sự triền miên đêm đó, đã nhiều ngày trôi qua nhưng cảnh ấy cứ nhảy vào đầu anh không sao giải thích được. Nóng bỏng, chấn động, phá vỡ sự yên tĩnh hơn 20 năm qua của anh. Anh không biết tại sao đột nhiên mình lại làm như vậy, một lần thất thần, tâm mãi không bình lặng. Nhưng công bằng mà nói, cảm giác ấy rất tuyệt. Nè, sao anh không nói gì? Chu thời quẩn hoàng hồn. Đâu phải không về, khoa trương như vậy làm gì? Tô căng bắt biểu môi. Ai bảo anh vứt em ở nhà rồng rã cả tuần làm chi? Chu thời quẩn. Anh có bệnh nhân phải phải phải, bệnh nhân của anh là nhất. Tô Căng bắt sách quần áo lên. Đừng tưởng chỉ có anh bận, em cũng bận lắm. Nói rồi, cô thở hổn hển về phòng thay quần áo. Năm phút sau, Tô Căng bắt nghiêm mặt đứng trước Chu Thời Quẩn. Anh nhớ cảm giác bộ đồ này nha. Anh ngẩng đầu, khó hiểu. Mấy giây sau, Tô Căng bắt quay về phòng, sau đó lại đi ra, đã thay một bộ đồ khác bộ này đẹp hay bộ hồi nãy đẹp? Chu thời quẩn. Vẫn... Tô căng bắt có chứng sợ lựa chọn khi đối mặt với quần áo đẹp. Hình như đều rất đẹp, đúng không? Chu thời quẩn nhớ lại, bộ hồi nãy của cô là áo sơ mi quần dinh, đôi giày trắng, áo khoác dài, còn bây giờ là váy da ngắn, giày cao gót, áo khoác đỏ, hai phong cách khác nhau thể hiện hai khí chất khác nhau, mỗi cái đều có nét đẹp riêng của nó. Nhưng, chu thời quẩn liếc nhìn đôi chân dài dưới váy ngắn của cô lúc này váy quá ngắn, không được. Bộ trước đẹp. Bộ trước. Tô Căng bắt nghi ngờ nhìn anh. Chắc chắn. Chu Thời vẫn bình tĩnh nói. Ừ, chắc chắn. Ok. Tô Căng bắt cởi áo khoác đỏ ra. Vậy nghe lời anh, mặc bộ trước, có điều vậy thì không thể mang giày cao gót rồi. Tô Căng bắt về phòng thay quần áo, xoắn suýt hồi lâu giữa không thể mang giày cao gót và Chu Thời vẫn nói bộ trước đẹp, cuối cùng chọn cái sau. Tin anh một lần. Tiệc hoàng công trong nhà hàng nào đó. Hà địch lái xe đưa cô đi, sau khi đến nơi, tô căng bắt đi thang máy lên chỗ tổ chức tiệc. Lúc cô đến có rất nhiều người đến trước rồi, mọi người đã tiếp xúc nhau mấy tháng nên vô cùng quen thuộc, hiện đang uống rượu tán gẫu rất náo nhiệt. Chị căng bắt. Giọng nói quen thuộc vang lên, tô căng bắt nhìn theo, quả nhiên thấy Trần Tâm Ngãi đang nhảy nhóc chạy về phía cô. Chị căng bắt cuối cùng chị cũng tới rồi dọc đường hơi kẹt xe nên trễ một lát à cũng không phải quá trễ trần tâm ngại thân thiết kéo tay cô đúng rồi hồi nãy mọi người còn nhắc tới chị đấy mau qua đây nhắc gì chị đương nhiên là nhắc người bạn trai thần bí của chị rồi trần tâm ngại kéo cô đi về phía náo nhiệt mọi người thấy cô đến đều rất nhiệt tình chào phó đạo diễn cười nói căn bắt đã lâu không gặp Tô Căng bắt chào từng người một. Đâu lâu lắm đâu, có phải mọi người quá nhớ tôi nên cảm thấy lâu không? Mọi người đều bị chọc cười. Phải phải phải, chúng tôi đều quá nhớ cô, có điều bây giờ ý mà, nhớ cũng vô dụng, cô đã có bạn trai rồi. Căng bắt, hôm đó thấy cô trực tiếp thừa nhận đúng là quá kinh ngạc, hóa ra cô sớm đã là hoa có chủ. Phải đấy, đúng rồi, cô không cho tôi xem bạn trai cô tướng tá ra sao à? Tô Căng bắt cười ngại ngùng anh ấy không thích chụp ảnh, tôi còn không có ảnh của anh ấy đây này. Ôi chao, không nhìn cũng biết là đại soái ca mà. Phải phải, nào nào nào, căng bắt, uống một ly uống một ly. Nhất thời, tô căng bắt đã thành đối tượng để mọi người bàn luận. Mà ở một nơi khác, cao tử đồng nổi tiếng lại bị bỏ quên triệt để. Cao tử đồng đầy bụng oán giận ngồi một bên nhưng không dám nói gì. Nè, tất cả công việc của cao tử đồng thật sự bị đình chỉ à? Cao tử đồng vốn định cách xa tô căng bắt ra, nào ngờ khi đến khúc quanh lại nghe có người nhắc tới mình. Một người khác đáp lời. Thật đấy, mình cũng là nghe nhân viên nội bộ nói, nói vốn dĩ cô ấy là nữ chính bộ phim cổ trang lớn nửa cuối năm nhưng lại bị ép thay đổi. Tại sao? Ai biết, mình thấy là đắc tội với ai đó rồi. Sao có thể, chính nhà cô ấy đã là đại gia lớn, còn ai có thể ép cô ấy chứ? À, đừng nhắc nhà cô ấy mình nghe nói sản nghiệp nhà cô ấy cũng bị ảnh hưởng đấy, tôi thấy người mà cô ấy đắc tội lần này rất ghê gớm. Hai người kia vẫn đang thì thầm tám với nhau, sắc mặt cao tử đồng lúc xanh lúc trắng. Tô Căng bắt uống hơi nhiều, nhân lúc mọi người không chú ý, cô chạy ra ban công hóng gió. Tô Căng bắt. Cao tử đồng. Tô Căng bắt dựa vào lan can. Sao thế, có việc. Cao tử đồng siết chặt nắm đấm. Không, chỉ là rất bất ngờ, không ngờ thủ đoạn của cô cao minh như vậy tô căng bắt cong môi ồ nói thế là sao nhỉ tố quánh cũng bị cô ép không dám hé răng người sau lưng cô rốt cuộc là ai hả vẻ mặt tô căng bắt vô tội tố quánh nhà cô nói cô nhóc kia ư tôi không ép cô ta gì cả ha? nếu không phải người sau lưng cô dở trò sao tố quánh lại đột nhiên không chịu giúp tôi sao trên mạng lại có nhiều người cố ý làm thay đổi xu hướng sao tôi lại cao tử đồng kịp thời ngừng lại có điều ánh mắt hung ác kia như muốn bóp nát cô tô căng bắt nheo mắt hóa ra chuyện trước đây đều do cô dở trò phóng viên và những kẻ kia đều do cô tìm tới cô giả bộ cái gì không phải cô đã đánh tôi một đòn thật mạnh sao tô căng bắt rất bất ngờ nhưng cô nhớ hà địch từng nói với cô rất có khả năng là chu gia ra tay cao tử đồng bây giờ cô ở trước mặt tôi sặc cái gì cô cũng nói đấy sau lưng tôi có người, cô còn dám ngày ngày đâm chọc nữa, coi chừng tôi bắt chước cô, cho cô một chiêu sau lưng. Tuy không biết cao tử đồng rốt cuộc bị gì nhưng nếu cô ta đã nói thế thì cứ thuận theo cô ta là được, đỡ phải phiền cô. Cô. Tô căng bắt cười lạnh, vỗ vai cô ta. Cho nên nói, đừng chọc tôi. Dứt lời, cô đi vào phòng, để lại một mình cô ta ngoài ban công. Chị tử đồng. Trợ lý cao tử đồng bước lên khoác áo khoác cho cô ta, tiện nhân. Cô ta tức điên lên. Chị tử đồng, chị đừng giận. Sao tôi có thể không giận? Cao tử đồng luôn kiêu căng ngạo mạn, trước giờ chưa từng nhận thua nhưng lần này lại bị tô căng bắt áp chế. Sau khi bôi nhọ tô căng bắt, người cha luôn yêu thương cô lại mắng cô một trận dữ dội, cha nói nếu cô không thu lại thì sản nghiệp trong nhà đều sẽ bị ảnh hưởng. Không chỉ vậy, toàn bộ những quảng cáo, phim điện ảnh, phim truyền hình mà cô ký đều không cần cô nữa. Cao Tử Đồng không hiểu tại sao Tô Căng Bắc không ngã mà ngược lại mình lại ngã. Còn Thiệu Tố oánh nữa, đã nói là cùng với cô chỉnh người lại không để ý tới cô nữa. Tô Căng Bắc rốt cuộc đã quyến rũ được ai? Cô bảo người đi điều tra người đàn ông trong khách sạn lại không tra được gì cả. Cao Tử Đồng vứt mạnh áo khoác xuống đất, đồ tiện nhân đáng hận. Chỉ biết khoe khoang mình được đàn ông thương hại. Trường 29 Tô Căng bắt quay lại buổi tiệc thì có chút mất hứng nhưng người trong đoàn phim đều rất nhiệt tình, ai nấy đều vây lấy cô uống rượu. Tửu lượng của cô khá tốt nên cũng uống với mọi người mấy ly, sau đó, uống nhiều nên hay. Cô quên mất những khó chịu do Cao Tử Đồng mang đến mà cùng vui với mọi người. Tiệc hoàn công gần kết thúc, mọi người bắt đầu tản ra. Các diễn viên chính rời đi cùng với nhóm đạo diễn và nhà sản xuất của đoàn phim. Mọi người ra khỏi phòng tiệc, cười cười nói nói đi dọc theo hành lang về phía thang máy ngay khi nhóm họ rời đi thì ở đối diện cũng có một nhóm người bước tới tô căng bắt uống hơi chếnh choáng nên không chú ý đạo diễn trương học thành kêu lên kinh ngạc chu tiên sinh mọi người nhìn theo ánh mắt ông đúng là cậu rồi trương học thành đầy kinh ngạc chu tiên sinh dạo này khỏe không từ lần trước gặp nhau cũng đã hai ba năm rồi nhỉ nhân viên đoàn phim phía sau ngạc nhiên nhìn cảnh này trương học thành là nhân vật rất lợi hại trong giới showbiz người có thể khiến ông tươi cười nghênh đón như vậy không nhiều. Nghĩ thế, mọi người lại nhìn thấy cô gái phía sau người được gọi là Chu Tiên Sinh kia. Cô ấy chính là người từng tới thăm Cao Tử Đồng, lúc đó còn gây xích mích với Tô Căng Bắc. Nghe nói cô ấy là một đại tiểu thư rất có bối cảnh. Nhớ lúc đó đạo diễn rất khách sáo với cô ấy, bây giờ xem ra người ông ấy thực sự khách sáo hẳn là người được gọi là Chu Tiên Sinh này. Nhưng, người này trông rất trẻ, cùng lắm cũng chỉ ngoài 30 ở tuổi như vậy mà có thể khiến Trương Học Thành hơn 50 tuổi ân cần niềm nở. Đạo diễn Trương, quả thực đã lâu không gặp. Ngoại hình nho nhã tuấn tú, mỉm cười khiến người ta như tắm gió xuân. Mọi người vừa khâm phục vừa tiếc nuối nghĩ, người như vậy sao lại ngồi xe lăn nhỉ, đúng là nghiệp chướng. Phải, không ngờ gặp cậu ở đây, có điều, sao Chu Tiên Sinh lại đột nhiên từ Bắc Kinh qua. Chu Chính Hiến nói, có việc công tới đây tiếp khách sau đó nghe nói đạo diễn trương cũng ở đây vốn định liên lạc với ông không ngờ giữa đường lại gặp trương học thành cười lớn duyên phận duyên phận thế này đi tôi làm chủ chúng ta cùng đi uống một ly không vội chu chính hiến nói tôi nghe nói lần trước tố oánh đến đoàn phim của đạo diễn đã gây loạn không ít đạo diễn trương vội nói không có không có đâu có chuyện đó chứ lần trước là tố oánh tới tìm tôi cao tử đồng bước lên định thân thiết kéo tay thiệu tố oánh sao có thể gây loạn chứ cô ta vốn muốn thể hiện trước mặt mọi người là mình rất thân quen với đại gia nhưng không ngờ thiệu tố oánh lại khó chịu tránh thoát sự thân thiết của cô ta sắc mặt cao tử đồng cứng đờ tố oánh chu chính hiến hoàn toàn không thèm nhìn cô ta nói với thiệu tố oánh trước kia vô lễ với ai tự mình nói rõ ràng anh đang ngồi lời nói cũng nhẹ nhàng như mọi người đều cảm nhận được áp lực đến từ anh. Người bình thường đã cảm thấy như vậy, càng huống hồ thiệu tố oánh từ nhỏ đã sống bên cạnh anh. Cô vâng lời, cúi đầu đi về phía trước. Trần Tâm ngại đỡ tô căng bắt, nhỏ giọng nói. Chị căng bắt, chị căng bắt. Người kia hình như đang nói chị Á. Tô căng bắt nheo mắt, ngà ngà say. Thứ gì thế? Ai vậy? Đang nói, trước mắt cô đột nhiên có một người đang đứng, cô ngẩn người. Ấy, người này đứng trước mặt tôi làm về, tránh ra tránh ra. Mọi người. Chân mày thiệu tố oánh co giật, lầm bầm rất không tình nguyện. Xin lỗi. Hả? Tô căng bắt hơi cuối người, lớn tiếng nói. Cô nói gì? Nói to lên. Thiệu tố oánh sững sờ, đột nhiên ngẩng phát đầu, giận dữ trừng cô. Tôi nói xin lỗi. Tô Căng Bắc bị dọa giật mình. Hết hồn hà, giọng thật to. Ô Thiệu Tố Oánh. Hóa ra đến bây giờ mới nhận ra. Thiệu Tố Oánh tức gần chết, đồ ma men thối tha. Nếu không phải bị anh cả ép, cô không thèm xin lỗi đâu. Cao Tử Đồng đứng một bên vừa lúng túng vừa phẫn nộ, Thiệu Tố Oánh làm sao thế, không những không để ý cô ta mà còn ngoan ngoãn xin lỗi Tô Căng Bắc. Trương Học Thành nhìn Tô Căng Bắc với ánh mắt kỳ lạ. Chu Chính Hiến đích thân dẫn em gái đến xin lỗi. Đây không phải phong cách của Chu gia, hơn nữa, hôm đó thật sự không xảy ra chuyện gì lớn. Me. Đúng lúc này, một tiếng mèo lười nhác kêu lên. Trong nhà hàng thế này, xuất hiện một con mèo là chuyện rất kỳ lạ. Theo tiếng mèo kêu, một chàng trai từ phía sau bước ra. Lúc nãy Chu Chính Hiến dẫn theo rất nhiều người. Hơn nữa mọi người đều bị anh và Thiệu Tố oánh thu hút tầm mắt nên không phát hiện đằng sau anh còn có một người đàn ông xuất chúng như vậy. Người đàn ông đó ôm một con mèo cục tai màu nâu nhạt, bàn tay với khớp xương rõ ràng vỗ lên lưng nó, vừa hờ hững vừa dịu dàng khó tả. Anh bước đến bên cạnh Chu Chính Hiến, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía họ. Đôi mắt màu nhạt cực kỳ đẹp đã khiến nhân viên đoàn phim đã quen nhìn trai xinh gái đẹp cũng phải sững sờ. Cao Tử đồng nheo mắt hơi nghi hoặc, vì có quan hệ tốt với thiệu tố quánh nên cô ta từng thấy ngoại hình của Chu Chính Hiến nhưng người đàn ông này thì cô ta chưa từng thấy, nhưng lại có một cảm giác quen mắt khó hiểu. Đúng rồi. Cao Tử Đồng bỗng nhiên chấn động, bức ảnh. Là bức ảnh. Người đàn ông bị chụp ở chung phòng khách sạn với tô căng bắt. Anh ta vậy mà là người của Chu gia. Khi ánh mắt mọi người đều dồn vào Chu thời quẩn, con mèo trong lòng anh chợt kêu một tiếng, nhảy xuống. Tô Căng bắt hơi dựa vào người Trần Tâm Ngãi, dụi mắt muốn nhìn rõ người đối diện là ai. Con mèo đáng yêu quá. Đúng lúc này, Trần Tâm Ngãi bên cạnh kêu lên. Giọng của cô ấy rõ ràng đã được kiêu hóa. Tô Căng bắt cúi đầu nhìn theo tầm mắt cô ấy, kêu lên. Ô đồng. Mè. Con mèo mập nào đó ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, chính là bổn da ta đây, sen, còn không mau bế ta. Đúng là ô đồng rồi. Tô căng bắt ngồi sổng xuống, bế con mèo lên. Có phải mình uống say không nhỉ? Ô đồng, đã lâu không gặp, mày vẫn mập như xưa. Trần Tâm ngãi sợ hết hồn. Nè, chị căng bắt, chị uống say rồi, ơ, ờ, mau đặt con mèo xuống. Đây là con mèo của nhóm người thoạt nhìn không dễ dây vào kia, sao chị căng bắt có thể nói bế là bế chứ? Ô đồng, tao đi rồi mày không chịu giảm cân đàng hoàng phải không? Không ngoan nha tô căng bắt đùa với con mèo như chỗ không người. Trương học thành lúng túng nhìn Chu chính hiến rồi vội và bước lên kéo tô căng bắt. Căng bắt, cháu uống say rồi, đặt con mèo xuống trước đi. Tô căng bắt ở một cái. Đạo diễn. Đạo diễn cũng thích ô đồng ngà, không được không được, nó sợ người lạ, sẽ không thích đạo diễn đâu. Trương học thành nhỏ giọng. Còn không để nó xuống. Đột nhiên, Chu chính hiến nãy giờ im lặng lại cười nói xem ra ô đồng vẫn thích em nhỉ lời này vừa thốt không chỉ trương học thành mà tất cả mọi người đều sững sờ vậy là ý gì con mèo này thật sự tên ô đồng tô căng bắt thật sự biết con mèo này không đúng không đúng phải nói là tô căng bắt rất thân quen với vị chu tiên sinh này bằng không sao lại thân thiết với mèo nhà người ta như thế chứ tô căng bắt ngẩng đầu dùng sức chớp chớp mắt mới nhìn rõ người trước mặt Hả? anh. Trương Học Thành. Chu Tiên Sinh, hai người. Quen nhau. Chu Chính hiến tự như thuận miệng trả lời. Căn Bắc là khách quen của nhà tôi. Cao Tử Đồng đột nhiên nhìn Thiệu Tố Oánh, Thiệu Tố Oánh nhận ra ánh mắt cô ta thì khó chịu quay đầu đi chỗ khác. Cao Tử Đồng nhỏ giọng. Tố Oánh, cậu, cậu trước đây chưa từng nói. Thiệu Tố Oánh phòng má. Chuyện này quan trọng sao? Chuyện này sao lại không quan trọng? Cao tử đồng sắp hỏng mất, rốt cuộc cô ta đã biết tại sao lần bôi nhỏ đó lại khiến cô ta và gia đình đều bị đả kích lớn, bởi vì người sau lưng tô căng bắt chính là người của chu gia. Thiệu tố oánh vậy mà không nói cho cô ta biết. Hại cô ta ngã một cú đau như thế. Sao mọi người đều đến rồi? Tô căng bắt bế ô đồng, lão đảo đi lên trước. Ai đây? Ôi ừ, ô đồng, đây không phải nhị thiếu gia nhà mày à? Chị căng bắt trần tâm ngãi thấy tô căng bắt vừa nói vừa sắp ngã thì vội tiến lên muốn đỡ nhưng có một người nhanh hơn cô chính là người đàn ông ban nãy bế mèo bước ra làm chấn động mọi người chu thời vẫn nói với trần tâm ngãi để tôi trần tâm ngãi mím môi rất tự giác lùi về sau một bước chu thời vẫn kéo tô căng bắt vào lòng để đầu cô nghiêng tựa vào vai anh có lẽ vì uống rượu nên mặt cô nhún màu đỏ ửng mịn màng mềm mại như một con búp bê chỉ biết nhắm mắt mở mắt anh hạ mi mắt nhìn cô đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu chu chính hiến ở phía sau hỏi em ấy không sao chứ chu thời vẫn ho khan lạnh lùng bế ngang cô lên không sao uống nhiều thôi ừ vậy em em đưa cô ấy về chu thời vẫn bế cô đi về phía thang máy lúc đi ngang qua chu chính hiến thì hơi dừng lại đừng uống rượu chu chính hiến gật đầu không uống trước mười giờ về khách sạn nghỉ ngơi chu chính hiến trông rất nghe lời biết rồi nhưng chu thời quẩn vẫn, vẫn không yên tâm căng dặn chu diễn nghe chưa trông kỹ anh ấy chu diễn nghiêm nghị gật đầu vâng ạ à, chu chính hiến lắc đầu bất đắc dĩ chu thời quẩn bế tô căng bắt đi phía sau cả đám người ngẩn ngơ đưa mắt nhìn theo người đàn ông này là ai nếu nói đạo diễn trương cúi đầu không lưng với chu tiên sinh mà chu tiên sinh lại để người đàn ông này bảo sao nghe vậy ngay cả việc uống rượu hay không chừng nào về cũng phải nghe thì người đàn ông này chẳng phải là nhân vật càng lợi hại hơn sao khoan đã bây giờ vấn đề quan trọng hơn là tại sao tô căng bắt cứ thế bị người ta mang đi còn là bế nữa mọi người chợt phản ứng lại người đàn ông này không phải là bạn trai mà tô căng bắt nói đấy chứ đạo diễn trương dẫn mấy nhân viên cấp cao cùng đi ăn với chu chính hiến và diễn viên chính rời đi khó mà tin nổi cao tử đồng mãi đến khi ngồi vào xe vẫn chưa hồi phục lại tinh thần cô ta từng nghĩ tới đủ loại khả năng chỉ không nghĩ tới khả năng người đàn ông sau lưng tô căng bắt chính là người của chu gia chị tử đồng cái gì cao tử đồng đang phiền muộn trợ lý liền chen vào chị tử đồng mau xem đi tin tức trên mạng tin tức này là sao cao tử đồng cau mày đoạt lấy điện thoại di động cao tử đồng dựa hơi gia đình dành mất vai nữ chính của hoa đáng đang hóc kim diệt thuần dòng tiêu đề đỏ chói hiện đang khiến cư dân mạng tranh luận sôi nổi kim diệt thuần vốn là nữ diễn viên có danh tiếng rất tốt phàn đông hơn phan cao tử đồng nhiều bây giờ xảy ra chuyện thế này cao tử đồng đương nhiên thành đối tượng công kích của mọi người hơn nữa vì tin này mà trên mạng còn khơi lên rất nhiều tin không tốt khác liên quan đến cao tử đồng kiêu căng ngạo mạng diễn xuất dở dựa vào thế lực để cướp tài nguyên vết nhơ chồng chất chị tử đồng không phải đây là chuyện năm ngoái ư sao bây giờ lại có người tung ra chuyện cướp tài nguyên của kim diệt thuần quả thực có nhưng khi đó không ai tiết lộ bây giờ sao đột nhiên lại bị đào bới ra chứ cao tử đồng xem sau một loạt bình luận sững sờ nhìn về phía trước ngay cả điện thoại di động rơi xuống xe cũng không để ý chị tử đồng chị sao thế chúng ta nên làm gì đây cao tử đồng cười chán nản tôi nên làm gì đây tôi có thể. Làm gì đây? Đã đắc tội người không nên đắc tội, cô chỉ có thể thua triệt để. 9 giờ rưỡi, chu Chính Hiến quả nhiên kết thúc bữa tiệc với đạo diễn Trương. Trên đường về khách sạn, chu Chính Hiến dây dây trán dựa lưng vào ghế có chút mệt mỏi. Thiếu gia, cậu ổn chứ à? Không sao. Cậu vẫn chưa uống thuốc buổi tối, mau uống đi ạ. À? chu Chính Hiến lắc đầu. Về khách sạn rồi nói. Chu Diễn đành đặt thuốc xuống. Thiếu gia, hôm nay vốn dĩ hẹn nhóm chủ tịch động ở nhà hàng Thành Tây, cậu đặc biệt đổi đến nơi này là vì tô tiểu thư sao? Căn bắt sống trong giới showbiz, dù sao cũng nên nhắc nhở người ở đây một chút. Vậy tại sao cậu không nói thẳng, nếu biết tô tiểu thư là vị hôn thê của nhị thiếu gia, còn ai dám gây chuyện với cô ấy chứ? Tôi đúng là muốn như vậy. Chu Chính hiến cười. Nhưng thằng em trai đó dặn rồi, đừng khơi thân phận cô ấy ra, chỉ cần để người trong giới biết cô ấy không phải người dễ treo vào là được. Tại sao? Chu Chính Hiến hiểu rõ. Căn bắc phát triển ở đây vốn không hề dựa vào tô gia, bây giờ chúng ta cũng không cần xem nhiều, nói quá nhiều chuyện liên quan đến chu gia kỳ thực không tốt cho căn bắc, cày to đón gió. Chu Diễn gật đầu. Cậu nói chí phải. Tập truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Radio Ngôn Tình. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé. Bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo.